chương 996, ban đêm sông vào dạ dương cung. Dạ dương thành, bên cạnh một con đường lớn, chia ra rất nhiều hẻm nhỏ. Trong một con hẻm vắng vẻ không một bóng người, nơi cuối hẻm đứng lặng một bức tường đá pha tạp, phía trên mấp mô, đầy dấu vết năm tháng. Hoàng hôn, ánh chiều tà rơi vào trên vách tường, chiếu ra ánh sáng màu vỏ quyết. Lúc này, hư không phía sau vách tường chợt ba động, tiếp đó một bóng người trong bộ trường bào màu xanh lóe lên, chính là Hàn Lập. Thân hình hắn vừa mới đi vào trong hẻm cổ tay chuyển một cái lật tay lấy ra mặt nạ luân hồi điện đeo lên một trận gợn sóng quang mang nhộn nhạo lên lập tức biến thành một thanh niên ma tộc trên mi tâm mọc ra một cái sừng ngắn hắn đi ra phía đầu ngõ ra đầu hẻm phía trước cách đó không xa đứng vững một gốc cây to lớn cành lá rậm rạp tán cây xanh tươi như cây rủ trống giữa trời dưới cây còn tụ tập bảy tám người nhàn rỗi đang ngồi vây quanh một chỗ nói chuyện phiếm hàn lập chưa tiến lên đã nghe một hán tử áo đen trong đó lớn giọng nói nhảm ta thấy tam hoàng tử cai quản cực kỳ tốt trước kia muốn đi đến ma ha khu phải kiểm tra thân phận lặp đi lặp lại hiện tại thiếu đi đại hoàng tử khuôn sáo kia mặc kệ là kinh thương hay là tu hành đều nhanh gọn hơn rất nhiều cũng không thể nói như vậy thời điểm đại hoàng tử cai quản đừng nói lạc già khu và ma ha khu chính là hắc thiên khu này của chúng ta tình huống trị an đều tốt hơn nhiều so với hiện nay ngươi xem hiện tại thường hay diễn ra từ đấu ngoài đường đánh nhau như vậy không tính chính mình tử thương không nói làm gì nhưng còn muốn hủy người phá nhà quấy dày hàng xóm láng giềng vô ích một lão giả khô gầy khác hiển nhiên không đồng ý với cái nhìn của gã kia mở miệng cãi lại nếu hai vị hoàng tử trung hòa một chút cùng cầm quyền thì càng tốt một thiếu niên ma tộc tuổi còn bé rút vào trong ngực lão giả mở miệng nói ra đám người còn lại nghe vậy đều cười lên ha hả xin hỏi chư vị tiền bối vãn bối từ ngoài thành mới đến đây là khu vực nào Hàn lập đi lên phía trước, thi lễ một cái, ra vẻ không biết mở miệng hỏi. Từ ngoài thành tới a, nơi này là Hắc Thiên khu ở tận cùng phía nam, người dự định đi chỗ nào? Tên trung niên Hán tử kia ngẩng đầu liếc nhìn, không biết từ đâu lại đột nhiên xuất hiện một thanh niên nam tử gã mở miệng nói ra. Ta dự định đi Ma Ha khu tìm nơi một trưởng bối trong tộc để nương tựa, còn tưởng rằng đã nhanh đến, không ngờ vẫn còn đi lòng vòng trong Hắc Thiên khu, dạ Dương thành này thật là lớn a. Hàn lập ra vẻ như mới đến kinh ngạc nói, ha ha, lần đầu đến A, tranh thủ trời chưa tối, nhanh đi đến phường thị phía trước thuê một chiếc xa thú, chỉ bằng cước lực ngươi, không biết bao giờ mới đến ma ha khu. Lão giả khô gầy kia lộ ra một chút ý cười, nói ra. Hàn lập nghe vậy, không nóng nảy rời đi, lại mở miệng nói, vừa rồi, nghe mấy vị nói, trong lòng quả thực hơi nghi hoặc một chút, sao bây giờ không phải thánh chủ cầm quyền. Người từ chỗ thâm sơn cùng cốc nào tới vậy, tin tức bế tắc vậy sao? 500 năm trước thánh chủ đã bế quan, bây giờ cai quản chính là tam hoàng tử. Trung niên hán tử nghe vậy sững sờ, cười nhạo nói. Thì ra là thế, bất quá trước kia không phải đều là đại hoàng tử cai quản sao. Hàn lập đầu tiên là bừng tỉnh đại ngộ, sau lại nhíu mày nghi ngờ hỏi. Đại hoàng tử đã mất tích hơn nghìn năm, có tin đồn bế quan, có tin ra ngoài du lịch, có tin bị thánh chủ giam lòng, tóm lại thiên kỳ bách quái, tin đồn gì cũng có. Lão giả khô gầy cười nói, đa tạ, hàn lập ôm quyền cảm ơn một tiếng quay người đi dọc theo đường chính trong thành đi về hướng phường thị trong một đêm mấy ngày sau trong hoàng thành bắc uyển một dãy cung điện liên miên ở chính giữa đèn đuốc sáng trưng từng đội giáp sĩ ma tộc cầm kích tuần tra thủ vệ xâm nghiêm chỗ bóng tối trong thành cung một bóng người đang ẩn nấp cấp tốc lướt qua trùng điệp cung điện thân mang áo đen một bộ dạng thanh niên ma tộc phổ thông chính là hàn lập giờ phút này khí tức trên người hắn cơ hồ đã áp chế hoàn toàn hành động dựa vào nhục thân chi lực không truyền ra nửa điểm ba động linh lực, đương nhiên sẽ không làm giáp sĩ tuần tra chú ý. Mà khắp nơi trong cung thành ẩn tàng pháp trận, hắn lại thấy rất rõ, cấp tốc di chuyển nhưng một cái cũng không chạm vào. Không bao lâu, thân ảnh của hắn đã đi tới một tòa cung điện tinh mỹ nắm độc lập bên ngoài. Chưa tới gần cửa điện, Hàn Lập liền nhíu mũi, ngửi được một mùi dược thảo nồng đậm, lại xem xét toàn bộ đại điện, liền phát hiện tất cả cửa sổ bốn phía đều đóng chặt, trên nóc điện ẩn ẩn có vũ khí mờ mịt bay ra. Hắn xem xét một lát, sau đó đưa tay đè lên một chỗ cấm chế trên cửa điện, trong lòng bàn tay lóe lên một cỗ điện quang màu bạc. Một mảnh điện mang giống như mạng nhện lập tức lan tràn ra, bò đầy toàn bộ cánh cửa. Những phù văn giấu trên cánh cửa kia cơ hồ trong nháy mắt liền bị phá hư hầu như không còn, nguyên bản cấm chế cũng triệt để mất đi tác dụng. Hàn Lập nhẹ nhàng đẩy cửa điện, thân hình bỗng nhiên lóe lên, tiến vào trong đại điện. Thân hình vừa mới thoáng hiện, chưa thấy rõ tình huống trước mắt, bên tai bỗng nhiên tiếng gió đại tác hắn đã sớm dự liệu việc này, thân hình chợt trùn xuống, song quyền đưa tới phía trước, đầu quyền sáng lên hai đoàn quang mang tinh thần, trong nháy mắt liền đập xuống thân hai người đánh lén. Chỉ nghe bục bục hai tiếng trầm đục truyền đến, hai đạo nhân ảnh lập tức từ trước người Hàn Lập bay ngược ra sau, đập ầm ầm trên hai cây cột, ngã xuống sụi lơ. Hàn Lập không muốn bạo khởi giết người, cho nên hai quyền này đánh ra mức độ thập phần xảo diệu, đều đánh vào hai khiếu huyệt mấu chốt trên thân hai người kia, làm cho một thân ma khí của bọn họ vận chuyển ngưng trệ, ngất đi mà thôi nếu không giết người đó chính là đi cầu người nương theo một trận âm thanh bọt nước một giọng nói khàn khàn vang lên hàn lập không lập tức mở miệng nhìn về phía trước chỉ thấy chính giữa cung điện có một ao nước giống như giếng trời bên trong đựng đầy tương dịch màu đen nhìn có chút sền sệt đang chậm rãi cuồn cuộn lấy tầng tầng vũ khí từ trong đó tỏa ra mờ mịt trong ao nước đang có một thân ảnh mập mạp chậm rãi đứng lên trên thân bao trùm một kiện áo choàng màu đen rộng thùng thình không gì sánh được che đẩy cả đầu và thân thể vào bên trong, ngay cả khuôn mặt cũng không thể thấy rõ. Đạo hữu là họ Lệ, thấy Hàn Lập không nói lời nào, người kia tiếp tục hỏi. Thân thể mập mạp chậm rãi đi ra ao nước, trên thân giống như có hỏa diễm tỏa ra, truyền đến sóng nhiệt cuồn cuộn, rất nhanh liền hong khô áo choàng màu đen kia. Hàn Lập nghe vậy, trong lòng cảm thấy hơi lạ, từ chối cho ý kiến mở miệng hỏi, đạo hữu chính là đại tế ti. Sao, Lệ đạo hữu một đường vất vả tìm đến còn không thể xác định ta có phải là người ngươi muốn tìm hay không à. Người kia lại tiếp tục hỏi, đại tế ti ẩn cư không ra ngoài, hành tung luôn luôn bí ẩn, hôm nay phòng bị lại buông lỏng như vậy, cho nên làm cho tại hạ không dám chắc. Lông mày hàn lập cao lại, mở miệng nói ra, thân ở trong trùng trùng điệp điệp cung điện, lại do hai tên tu sĩ thái ất sơ kỳ hộ vệ, còn không tính phòng bị xâm nghiêm. Ha ha, xem ra lệ đạo hữu người bản lĩnh cao hơn một bậc mà thôi. Nam tử mập mạp cười nói thời gian không nhiều, tại hạ không so miệng lưới cùng các hạ. Nếu các hạ là đại tế ti, vậy đã biết ta sở cầu chuyện gì a à? Thần sắc hàn lập không thay đổi, hỏi, hơn ngàn năm trước đã biết, chỉ thiết chuyện đạo hữu cầu, ta không làm được. Đại tế ti thở dài một tiếng, nói ra, làm không được, nếu vậy, ta đành phải lấy đầu các hạ trước, sau lại đi gặp đại tế ti chân chính vậy. Hàn lập nghe vậy, cười lạnh nói, xem ra đạo hữu vẫn không tin ta chính là đại tế ti một thanh âm khàn khàn vang lên, có vẻ hơi bất đắc dĩ. Người đã là đại tế ti nhưng nhìn cũng không nhìn, làm sao biết không cứu được. Hàn lập trầm giọng hỏi, hơn ngàn năm trước, ta đã bói một quẻ, quẻ tượng biểu hiện, chuyện không thể làm. Đại tế ti thở dài, chuyện không thể làm không phải là chuyện không làm được, đại tế ti cần gì nói là không được. Hàn lập cười lạnh, biết rõ chuyện không thể làm mà vẫn làm, đại quý kỵ vậy. Đại tế ti lắc đầu, nói ra, bây giờ đã qua hơn nghìn năm, đại tế ti không ngại bói lại một quẻ, không chừng có thể làm được đấy. Hàn lập đè xuống ba động trong lòng, lại hỏi. Đại tế ti nghe vậy hơi cứng lại, lại tiếp tục cười nói, đã như vậy, ta liền bói lại một quẻ, nếu vẫn như cũng không thể làm, lệ đạo hữu không còn ép buộc chứ. Hàn lập nghe vậy, từ chối cho ý kiến. Đại tế ti thấy thế, chỉ khẽ lắc đầu, bàn tay trước người trà một cái, trong lòng bàn tay xuất ra năm đồng tiền, tiện tay ném lên, một bàn tay khác bỗng nhiên thỏ ra, để giữa trời hứng lấy mấy đồng tiền năm đồng tiền hiện lên hình dáng hoa mai xếp trên lòng bàn tay của lão, mặt trái phải hướng lên trên theo thứ tự hai ba. Đại tế ti đưa tay gẩy gẩy đồng tiền một hai cái, sau đó bỗng nhiên thần sắc biến đổi, cho mày nói, người rốt cuộc là ai? Vì sao mệnh cách hỗn loạn như thế? Đại tế ti, người không nên tính toán những thứ khác. Thanh âm hàn lập bỗng nhiên chuyển sang lạnh lẽo, vừa dứt lời, quanh thân hắn chấp động quang mang, chín chuôi thanh trúc phong vân kiếm gào thét bay ra, cắt không gian bốn phía thành mảnh nhỏ, mũi kiếm từ bốn phương tám hướng trực chỉ về hướng đại tế ti. Đại tế ti thấy thế, trong mắt lóe lên một tia cổ quái, giống như đột nhiên nghĩ đến chuyện gì, thần sắc đột biến, hỏi, đạo hiếu hẳn là họ Hàn. Xem ra ngươi thật một lòng muốn chết, thần sắc Hàn lập không thay đổi, chậm rãi nói ra. Ta nghĩ chúng ta cùng xuất phát trên lập trường của người luân hồi điện, đạo hiểu hẳn là sẽ không làm như thế a à? Đại tế ti nghe vậy, cười khàn khàn một tiếng, chậm rãi mở miệng nói ra. Nói xong, cánh tay lão chậm rãi nâng lên, trong tay áo rộng lớn nhô ra một bàn tay trắng bệch không có chút huyết sắc nào, trong tay còn đang nắm một khối lệnh bài hình tròn lớn chừng bàn tay, phía trên khắc ba chữ to luân hồi lệnh. Hàn lập thấy thế, ánh mắt hơi thay đổi nhưng trong lòng vẫn nghi hoặc không thôi. Người thông qua tin tức trong luân hồi điện biết được thân phận ta. Hàn lập vẫn không thu hồi thanh trúc phong vân kiếm, mở miệng hỏi. Cái này không trọng yếu, trọng yếu là chuyện ngươi cầu, hôm nay có thể làm. Đại tế ti lắc đầu, chậm rãi mở miệng nói. Hàn lập nghe vậy không nói một lời, một tay dương lên, một đạo quang môn màu bạc trống giống hiện lên, bên trong hiện ra cảnh tượng một gian lầu nhỏ. Đây, chẳng lẽ là động thiên tri bảo trong truyền thuyết, đại tế ti kinh ngạc hỏi. Không sai, đại tế ti đợi chút, hàn lập khẽ gật đầu, nói ra, nói xong, hắn cất bước đi vào trong lầu, đưa tay bế để hồn ra, quay người trở về trong điện. chương 997, bên trong thối giữa, đại tế ti thấy thế vùng bàn tay lên, Ao nước trong điện liền cuồn cuộn nổi sóng, một chiếc giường bằng ngọc thạch trắng muốt chậm rãi trồi lên từ trong ao. Đề hồn được đặt nằm ngửa trên giường đá, khuôn mặt nàng thủy chung vẫn an tĩnh, trước ngực cũng chẳng phập phồng, thân thể không tỏa ra chút khí tức nào, tựa như một khối thi thể được bảo tồn hoàn mỹ. Đại tế ti chậm rãi bước lên, đồng thời thò tay kéo xuống phần mũ áo choàng vẫn che trên đầu, để lộ ra một khuôn mặt thiếu niên tuyệt mỹ, có điều da mặt lại trắng bệch không một chút huyết sắc, khiến cho dung nhan của y kém đi mấy phần y đưa mắt nhìn khắp thân thể đề hồn một lượt rồi nói hàn đạo hữu trước tiên ngươi hãy giúp ta giải trừ cấm chế khôi lỗi trên thân thể vị cô nương này hàn lập nhẹ gật đầu bước lên hai tay vung vẩy pháp quyết lực lượng tinh thần bàng bạc hội tụ thành một quang cầu ở lòng bàn tay hắn trước tiên rót vào huyệt bách hội nơi đỉnh đầu nàng lần lượt chảy xuống cổ và hai vai rồi hướng thẳng đến huyệt dũng tuyển giữa lòng bàn chân lực lượng này chảy đến đâu là chỗ đó liền lóe lên bạch quang từng cây cốt châm trắng muốt chỉ nhỏ bằng que tăm chi chít phù văn phức tạp cứ thế liên tiếp phá thể chui ra, nhưng đều bị Hàn Lập thu vào tay. Sau khi thu hồi toàn bộ cốt châm, chân mày đề hồn đột nhiên nhíu lại, cả người nàng run lên bần bật, rồi mãnh liệt co quắp lại. Đồng thời, khí tức bản nguyên của nàng lúc này mới toát ra. Đây là, sau khi phát giác được khí tức của đề hồn, thần sắc đại tê ti đột nhiên biến đổi, thốt lên. Đại tế ti chớ nên kinh ngạc, đề hồn đích xác không phải là nhân loại, bản thể của nàng chính là hình thú, một loại thiên địa dị thú mà các ngươi vẫn thường truyền tụng. Hàn Lập thấy vậy bèn giải thích, ra vậy, ra vậy, chẳng trách, Đại Tế Ti nghe thế chợt giật mình tựa như vừa minh ngộ. Đại Tế Ti có ý gì? Hàn Lập nhướng mày hỏi, hình thú với tư cách là một loại thiên địa dị thú, tuy không phải là chân linh, nhưng thực tế nó so với chân linh lại càng thêm quý hiếm, trong cơ thể nàng tồn tại lực lượng pháp tắc bản nguyên, chính là một trong tam đại pháp tắc trí tôn trên thế gian này, luân hồi pháp tắc. Vừa rồi nàng bị hồn châm phong bế toàn thân, hiển nhiên là ta không tài nào cảm ứng được lực lượng này, nhưng hiện tại phong ấn đã bị loại bỏ, vậy mà ta vẫn như cũ không cảm ứng được chút lực lượng bản nguyên nào, có thể kết luận đại khái rằng đây chính là nguyên nhân khiến nàng rơi vào hôn mê. Đại tế ti trầm ngâm nói ra, đại tế ti nói không sai, lúc trước đã xảy ra một hồi biến cố, nàng bị một loại lực lượng pháp tắc nào đó làm ảnh hưởng, rồi trở thành tình trạng như ngày hôm nay. Hàn lập sau khi nghe xong, vội vàng gật đầu, xem ra ta đã đoán đúng, chắc chắn là lúc trước nàng bị lực lượng luân hồi pháp tác tác động, mới khiến cho lực lượng bản nguyên trong cơ thể lâm vào ngủ say, bây giờ chỉ cần đồng dạng sử dụng lực lượng luân hồi pháp tác kích thích bên trong đan điền là sẽ thức tỉnh được nàng. Đại tế ti gật gù, chỉ đơn giản như vậy, hàn lập lộ ra vẻ trần chờ có chút khó tin. Hàn đạo hiếu hẳn là minh bạch A, à. độ khó của việc tu luyện luân hồi pháp tắc hơn xa không gian pháp tắc, ngay cả thời gian pháp tắc cũng chưa chắc qua mặt được nó. Hơn nữa, Khống chế lực lượng luân hồi pháp tắc lại là khó càng thêm khó, chỉ một chút bất cẩn thôi ắt sẽ hậu họa khôn lường. Giọng Đại tế Ti có chút khàn khàn, vừa nói vừa nhìn Hàn Lập. Ta chỉ biết sở dĩ Tam đại pháp tắc chí tôn có thể đứng đầu vạn pháp đều là bởi vì ở bên trong phạm vi linh vực của chúng, lực lượng của mấy loại pháp tắc này tuyệt đối chiếm vị trí chủ đạo, tu luyện chúng đòi hỏi cơ duyên cùng thiên phú cực kỳ hà khắc, vậy nên số người tu tập ba loại pháp tắc này đúng là đã ít lại càng thêm ít. Không lẽ Đại tế Ti cũng tu luyện luân hồi pháp tắc? hàn lập hơi hơi ngạc nhiên tiếp tục hỏi quả thật không dám giấu giếm sở dĩ ta có thể đảm nhiệm chức vụ đại tế thi này là bởi nắm giữ được thuật thiên nguyên bói toán có thể coi là một loại pháp thuật cấp dưới của đại dự ngôn thuật thông qua vận dụng thuật này ta có thể mượn một bộ phận lực lượng luân hồi pháp tắc mà đoán được một ít chuyện sắp xảy ra trong tương lai nhưng nếu xem xét tận gốc thì không thể tính là đã nắm giữ được lực lượng luân hồi pháp tắc đại tế thi cười nhạt trả lời ra vậy nếu đã như thế Đại tế ti hẳn là sẽ mượn một bộ phận lực lượng này trợ giúp để hồn thức tỉnh bản nguyên lực lượng phải không? Hàn lập chợt nói, đúng vậy, chỉ cần. Đại tế ti còn chưa dứt lời thì đột nhiên biến sắc, Hàn lập cũng nhíu mày nhìn lại. Chỉ thấy để hồn đang nằm trên giường bạch ngọc bỗng nhiên thả lỏng, thân thể không còn co rút như trước nữa, tứ chi từ từ duỗi ra, nơi mi tâm chợt le lói chút ánh sáng ảm đạm, đồng thời tuôn ra những sợi tơ sáng trắng nhỏ như sợi tóc, nhẹ nhẹ tản mát phiêu phù trong không trung. Chuyện gì xảy ra? Tại sao thần hồn của nàng lại hư thoát thế này?" Hàn Lập Biến Sắc vội vàng hỏi. "Không có gì kỳ quái, một khi lượng bản nguyên lực lượng mất đi, thần hồn lúc này tựa như lục bình không dễ vậy, chỉ có thể lưu lại cơ thể trong một thời gian rất ngắn, rồi sẽ không ngừng tán đi." Lại nói, lúc trước sử dụng phong ấn với 108 cây hồn châm quả là diệu kế, nhờ vậy mà triệt để phong tỏa thần hồn của nàng lại bên trong thân thể, không cho nó tan đi. Có điều thủ đoạn phong ấn bằng hồn châm này vốn được dùng để luyện người sống thành khôi lỗi. B4CSNG không senti dây 4 trên, đối với thần hồn sẽ tạo thành chút tổn thương, người lại vừa giải trừ phòng ấn rút ra hồn châm, cho nên hiện giờ thần hồn dĩ nhiên sẽ tan đi càng thêm nhanh chóng. Đại tế ti khẽ lắc đầu giảng giải, Hàn Lập nghe vậy lập tức khởi động luyện thần thuật, ngừng tụ lực lượng thần thức tại mi tâm rồi mãnh liệt phóng ra phía trước, một sợi thần niệm óng ánh như kim tuyến đột một bắn ra, chui vào mi tâm đề hồn. Mi tâm nàng chợt lóe lên bạch quang, những sợi tơ màu trắng đang nhẹ nhẹ tản mát ra xung quanh liền biến mất vô tung Kính xin đại tế thi lập tức cứu nàng Hàn lập sắc mặt nghiêm trang, ôm quyền thi lễ Trong lúc cứu thi không thể bị gián đoạn, người hãy hộ pháp cho ta một lúc Đại tế thi nhẹ gật đầu, mở miệng phân phó Xin đại tế thi cứ yên tâm cứu thi, ta tuyệt đối không để cho bất kỳ điều gì quấy nhiễu ngài Hàn lập trịnh trọng nói ra Đại tế thi không tiếp tục nhiều lời nữa Mà đi tới bên cạnh giường bạch ngọc, đứng ở phía sau đầu đề hồn y chắp hai tay trước ngực, bộ dáng giống như đang kỳ bái thiên địa kính báo tứ phương, sau đó mở lòng bàn tay ra rồi vung lên như là vung tiền vậy. Chỉ thấy giữa lòng bàn tay y mọc ra một đóa huyết hoa, nhanh chóng phân thành năm bông hoa mai đỏ như máu, tiếp đó lần lượt từng bông một rơi lên trán để hồn, lòng bàn tay y xuất hiện rất nhiều vết nứt vặn vẹo tựa như hoa văn trên mai rùa. Đồng thời, một quần sáng màu đỏ mơ hồ hiện ra sau lưng y, áo bào trên thân chẳng cần gió mà tự động trương lên, bay phần phật trong không trung, hàn lập ở bên cạnh liền cảm thấy một luồng khí tức pháp tắc như lạ như quen đang tỏa ra từ trên người đại tế ti bất ngờ hàn lập nhìn thấy phần da thịt lộ ra dưới áo choàng đại tế ti hắn lập tức cảm thấy lợm giọng vô cùng chỉ muốn nôn mửa tại chỗ hóa ra bên dưới gương mặt tuấn mỹ kia là một thân thể chi chít vết thương và cả những khối ung nhỏ thật lớn tím xanh cả một mảng lớn trên thân thể chúng đang phun dịch thể ra ngoài tạo thành một hỗn hợp dịch nhờn màu vàng nâu thoạt nhìn cực kỳ buồn nôn nhìn một cái liền thấy được đây phần lớn đều là những vết thương đã cũ có cái đã hoàn toàn đóng vảy để lại những vết sẹo rất lớn có cái mới chỉ kéo vảy quanh miệng vết thương lại có cái mọc ra đầy ung nhọt đang không ngừng chảy mù thân thể đại tế thi thoạt nhìn tưởng chừng mập mập nhưng thực tế là bởi vì những thứ này mọc kín toàn thân hàn lập nhìn lại khuôn mặt tuấn tú của y một chút không khỏi nảy sinh chút cảm khái trong lòng lúc trước nơi đây nồng nặc mùi thuốc cộng thêm lớp áo choàng che đậy khiến hàn lập không phát hiện được điểm gì khác thường nhưng hiện giờ rõ ràng đang có một loại mùi mục nát khó người tỏa ra từ thân thể đại tế ti. Hàn đạo Hữu nếu người chịu không được thì có thể hộ pháp ở bên ngoài điện, trong này e rằng việc trị liệu cần duy trì liên tục ít nhất là một canh giờ. Lúc này, trong thức hải Hàn Lập bóng vang lên thanh âm đại tế ti. Không sao, Hàn Lập chỉ đáp một tiếng gọn lỏn, không có ý định nhiều lời. Đại tế ti nghe xong cũng không nói thêm gì nữa, nhưng sau đó khoảng hơn 10 nhịp thở, Hàn Lập chợt nhíu mày, miệng lẩm bẩm xem ra không thể không ra ngoài rồi. Hàn đạo hữu cứ yên tâm, chỉ cần không để ai quấy giày ta là được. Đại tế ti dặn dò, làm phiền rồi, Hàn lập ôm quyền thi lễ một cái rồi thân hình lóe lên, đi ra bên ngoài đại điện. Chỉ thấy trên bầu trời đêm đen kịt xuất hiện vài đạo độn quang đang từ phía xa phá không bay tới, đáp xuống cách nơi Hàn lập đang đứng chừng hơn 10 trường. Cầm đầu là một nam tử với mái tóc trắng như tuyết được trải chuốt vô cùng cẩn thận tỉ mỉ, trên đỉnh đầu đội chiếc mũ miệng cao cao đính đầy châu báu kẻ này sở hữu cặp mắt âm u màu tím cùng dung mạo tuấn mỹ có vài phần tương tự thạch xuyên không hẳn là tam ca thạch phá không của y không sai sau lưng gã là hai tên nam tử ma tộc tùy tùng một tên trong đó sở hữu thân hình cao đến hơn trượt thoạt trông giống một tòa thiết tháp gã mang một chiếc mặt nạ bằng kim loại trên mặt che đi mũi miệng nửa dưới khuôn mặt nửa trên lộ ra cơ nhục gân guốc bộ dáng thập phần hung thần ác sát tên còn lại có thân hình cao gầy mặc trường bào màu xanh là một lão giả tóc hoa dâm với thần sắc hòa ái, gương mặt lão giả tựa tiếu phi tiếu, hai tay chắp sau lưng, bộ dáng tựa giáo thư tiên sinh nhàn nhã tản bộ. Hàn Lập bỗng nhiên phóng thích thần thức bao trùm cả một phương thiên địa, tra xét một chút tình huống bên dưới, ngoại trừ một ít giáp sĩ đang tuần tra xung quanh nội cung, trước mắt cũng chỉ phát hiện được ba người này. Mặc dù nam tử thiết tháp tỏa ra khí thức cường liệt bức người, nhưng lại là kẻ có tu vi thấp nhất trong ba người, chẳng qua chỉ là thái ất trung kỳ mà thôi, Thạch phá không tuy cũng là Thái ất Ngọc tiên trung kỳ nhưng khí thức thâm sâu trầm ổn hơn hẳn Nam tử thiết tháp một bậc. Lão giả bộ dáng thư sinh kia thoạt nhìn tưởng như vô hại nhưng thật ra lại là kẻ có tu vi cao nhất trong ba người thình lình đạt đến Thái ất hậu kỳ. Ha ha, biệt lai vô dạng a, à, lệ đạo hữu thạch phá không hai tay hơi ôm quyền, vừa cười vừa nói nhờ thạch đạo hữu chiếu cố may mắn không chết ở tích lân không cảnh. Hàn lập thấy thế cũng không vội vàng động thủ mỉm cười đáp lại. Nếu như Lệ Đạo Hữu đã lặng lẽ trở lại thánh vực, có lẽ vị thập tam đệ kia của ta cũng đã trở về rồi a. À? Chẳng hay hắn hiện đang ở nơi nào? Nét cười trên mặt Thạch Phá không ngày càng đậm, tiếp tục hỏi. Thạch Xuyên không luôn luôn xem ngươi là người thân thiết nhất, chưa bao giờ giấy lên tâm ý cùng ngươi tranh đoạt, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy mình đang làm điều thừa thái hay sao? Hàn Lập mặt không biến sắc, không trả lời mà hỏi ngược lại. Lệ Đạo Hữu là người thông minh, lẽ nào còn không biết cái gọi là sở vị bất tranh, thực nãi đại tranh huống hồ việc hắn tranh giành hay không tranh giành thực ra không có nhiều ý nghĩa chuyện này hắn vốn dĩ không có tư cách định đoạt ngay cả ta cũng không trong lúc nói ra những lời này thần sắc thạch phá không chợt ảm đạm vài phần nhưng thoáng cái đã khôi phục như thường đối với ta mà nói huynh đệ các ngươi tranh hay không tranh đều không hề tạo thành chút ảnh hưởng nào ta cũng không có ý định can thiệp chỉ cần ngươi không phạm đến ta chúng ta đại khái có thể đại đạo triều thiên ai đi đường nấy hàn lập vẫn một mực tỏ ra lạnh nhạt tùy tiện đáp lời. Muốn ta không làm khó ngươi cũng dễ thôi, chỉ cần ngươi chịu nói cho ta biết bên trong tích lân không cảnh đến cùng đã xảy ra những biến cố gì, tại sao toàn bộ quân cờ ta bố trí trong đó đều không có chút hồi âm. Thạch phá không trao mày chất vấn, chương 998, hiệp định, tam hoàng tử muốn biết như vậy, sao không tự mình tiến vào trong đó dò xét một phen. Bất quá đừng trách ta không nhắc nhở, trong tích lân không cảnh không an toàn như ở ma vực, sợ ý một chút thì rất dễ mất mạng trong đó, đại hoàng tử không phải là vết xe đổ A. À. Hàn lập mang theo giọng điệu trêu tức nói ra, thạch trảm phong quả nhiên đã chết, đáng tiếc, đáng tiếc. Thạch phá không nhướng mày, trầm giọng nói ra, hai người bên cạnh gã nghe vậy, thần sắc đều biến đổi. Hàn lập đứng đơn độc một mình, nhìn về phía thạch phá không, không nói gì nữa. Lệ đạo hiếu, trên thực tế giữa hai người chúng ta cũng không có thâm cửu đại hận gì, ta càng coi trọng ngươi bây giờ tình thế thánh vực mặc dù còn chưa rõ ràng nhưng ta tin tưởng lệ đạo hữu là người thông minh sẽ nhìn ra ta và thập tam đệ thì phần thắng ai lớn hơn a à. ánh mắt thạch phá không trầm ngâm mở miệng nói ra ma vực các ngươi muốn thế nào lệ mỗ không quan tâm chỉ cần ngươi không quấy nhiễu đại tế ti thi cứu để hồn ta đại khái có thể không so đo chuyện bảo không giới phủ lúc trước chờ chuyện này xong ta sẽ rời ma vực không dính vào sự tình nhà các ngươi nữa tam hoàng tử nghĩ thế nào Lông mày hàn lập nhíu lại, hỏi, lệ đạo hiếu, chớ nghĩ ta làm khó dễ ngươi. Toàn bộ chuyện phát sinh trong tích lân không cảnh, ngươi có thể không nói cho ta biết nhưng tin tức thập tam đệ, còn làm phiền ngươi nói cho ta một lời chắc chắn, rốt cuộc hắn sống hay chết, có trở về thánh vực hay không. Thạch phá không từ chối cho ý kiến, hỏi, vừa rồi lệ mỗ đã nói rất rõ ràng, ngươi đừng không biết điều, được một tấc lại muốn tiến một thước. Sắc mặt hàn lập bỗng nhiên phát lạnh, lạnh giọng nói ra. Dứt lời, thân hình hắn bỗng nhiên mơ hồ một cái, biến mất ngay tại chỗ. Tiếp theo trong một cái chớp mắt, thân ảnh của hắn đột nhiên xuất hiện trước cửa đại điện ở bên trái đằng sau lưng hắn. Chỉ thấy hắn hời hợt nâng chân lên, dẫm lên mặt đất một cái. âm một tiếng vang thật lớn, hắc thạch lát quảng trường dưới thân hắn lập tức bạo khởi một mảnh khí lãng kịch liệt, khói bụi cuồn cuộn từ dưới đất trùng kích lên, hiện lên hình quạt khuếch tán về phía trước, phiến đá màu đen trên mặt đất giống như tầng tầng thủy chiều cuồn cuộn lên, vỡ ra từng khúc một bóng người chật vật lập tức từ trong bụi mù cuồn cuộn bay ngược ra, khắp khuôn mặt là vết máu, toàn thân tràn đầy bùn đất, bỏ chạy về phía xa. Một cước của Hàn Lập vừa rồi, nếu không phải sợ ảnh hưởng đến đại điện sau lưng, chỉ cần dùng thêm 5 phần khí lực, người này tuyệt sẽ không có khả năng bỏ chạy, mà sẽ chỉ như phiến đá vỡ nát kia, an nghỉ dưới mặt đất. Bóng người kia có thân hình gầy nhỏ, trên người sinh đầy vải giáp màu đen, hai tay mọc ra móng vuốt sắc bén như lưỡi đao, xem ra chính là người cực chuyên về độn thổ tiềm hành. Sau khi trốn xa mấy trăm trượng, y liền quơ hai tay xuống, muốn lần nữa chui vào mặt đất. Nhưng chỉ trong nháy mắt, trước người y bỗng dưng xuất hiện một bóng người giơ mũi chân vẩy lên, đá tung hai móng vuốt giống như lưỡi đao kia của y lên không trung. Sau đó, y chỉ cảm thấy chỗ yết hầu siết chặt, bị một bàn tay giống như kìm sắt giữ lại. Công phu tiềm hành không tệ, xém chút đã để ngươi tiến vào cửa điện rồi. Một tay Hàn Lập nhấc cổ y lên, thân hình lóe lên liền quay trở về trước ba người Thạch Phá Không, cười lạnh nói: người kia bị hắn sách giữa không trung tựa như một con gà toàn thân không ngừng run rẩy thạch phá không liếc qua hàn lập ánh mắt âm trầm nhân tộc lớn mật buông viên tôn ra tên nam tử ma tộc có thân hình to như thiết tháp kia quát to một tiếng còn lão giả khô gầy bộ dạng như giáo thư tiên sinh kia thì lông mày cao lại trong mắt như có một tia tức giận buông ra lông mày hàn lập nhíu lại cười hỏi không đợi đối phương trả lời cổ tay hắn vặn một cái rắc một tiếng đã bẻ gãy cổ người nọ sau đó, hắn tiện tay ném đi, quăng nam tử ma tộc nhỏ gầy tên là viên tôn kia vào bên chân nam tử thiết tháp. Người muốn chết, hai mắt nam tử thiết tháp lập tức trợn trừng, phẫn nộ quát. Quát to một tiếng, trên thân gã lập tức đại thịnh ô quang, ma khí cuồn cuộn, thân hình cũng theo đó tăng vọt lên, dưới áo giáp có từng chiếc xương nhọn đâm ra, hóa thành một ma giáp cự nhân cao 10 trường. Ma giáp cự nhân đưa tay ra, trong lòng bàn tay lóe lên ô quang, một thanh cự trùy tám cạnh quấn quanh ma khí màu đen nổi lên chỉ thấy một tay gã bấm pháp quyết, trên thân liền có từng vòng từng vòng xích hồng quang văn nổi lên, bên ngoài thân lập tức nổi lên từng vòng ba động nhộn nhạo kỳ dị, như gợn nước mặt hồ khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Khu vực dưới chân Hàn Lập bị quang văn bao trùm, lập tức cảm thấy hai chân trì trệ, tựa như người ta rót trì vào, nặng nề vô cùng. Ma giáp cự nhân kia bước ra một bước, mặt đất dưới thân chấn động ầm vang, sàn hắc thạch xung quanh gã mười trượng đều băng liệt, tóe lên vô số đá vụn và khói bụi. Bàn tay to lớn vung lên, phù văn trên cự trùy tám cạnh to lớn kia đại phóng quang mang, đập xuống đầu Hàn Lập. Hàn Lập nhìn hư không trên đỉnh đầu, tựa như bị người ta xé rách, toàn bộ sụp đổ, tầng tầng uy áp đè xuống, không chỉ cuốn theo cự lực vạn quân, đồng thời không gian cả bốn phía đều bị phong tỏa. Trong mắt ma giáp cự nhân lóe lên vẻ ngoan lệ, trong lòng đã xem nhân tộc nhỏ bé trước mặt kia là người chết. Nhưng mà, ngay lúc gã cảm thấy lập đại công này dễ như trở bàn tay, ánh mắt của gã đột nhiên hoa lên một cái, liền thấy nhân tộc kia vậy mà bước tới mình một bước nhàn nhã như đi bộ ngay sau đó chỉ thấy thân hình hắn hơi cong lên áo bào trên thân không gió tự bay thân thể dưới quần áo tựa hồ sáng lên các quang điểm màu trắng cái đó là trong lòng ma giáp cự nhân nghi hoặc nhưng động tác trên tay không dừng lại không ổn mau lui lại lúc này lão giả khô gầy kia bỗng nhiên biến sắc lớn tiếng gọi nhưng lúc này đã không kịp nữa rồi chỉ thấy hàn lập hơi cong thân mình bỗng thẳng băng ra thiên sát chấn ngục công vận chuyển lên, trên cánh tay vang lên thanh âm bùng 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 đại tác, tinh thần chi lực trong huyền khiếu đều bắn ra, ngưng tụ bên ngoài cánh tay thành một quyền ảnh màu trắng to lớn, đột nhiên đánh lên trên. Âm một tiếng nổ vang, thanh cự trùy tám cạnh quấn quanh ma khí kia lọt vào trọng kích, từ chỗ đầu đến chuôi trùy trực tiếp đụng vào bị đứt gãy ra, đầu trùy to lớn bay ngược ra sau như lưu tinh, trong trời đêm xẹt qua một đạo hồ quang, không biết rơi về phương nào. Trên chuôi cự trùy vẫn còn một cỗ cự lực tràn trề xoay tròn cuốn lên, trực tiếp quấn chặt lấy cánh tay ma giáp cự nhân, như một sợi dây thắt cổ cuốn lên, thẳng đến đầu vai của gã. Rầm rầm rầm, liên tiếp thanh âm nổ đùng không ngừng vang lên, áo giáp trên cánh tay và cả huyết nhục của ma giáp cự nhân bị luồng sức mạnh to lớn đó xoắn thành mảnh vỡ, ngay cả chỗ xương nhọn lòi ra ngoài cũng bị xoắn vặn đến từng khúc biến hình, vặn vẹo cơ hồ thành bánh quai chèo. Lúc này, thân hình lão giả mặc thanh bào kia bỗng nhiên lóe lên, đi tới đầu vai ma giáp cự nhân, nâng lên một trường trùng điệp vỗ lên trên vai gã chỉ thấy trong bàn tay lão ngưng tụ thanh quang phóng ra, nhìn như không có bao nhiêu uy lực nhưng lực đạo ẩn chứa trong đó lại hết sức kinh người. Đầu vai ma giáp cự nhân như có sấm sét nổ vang, đạo thanh quang kia từ trên bờ vai gã bỗng nhiên phóng xuống dưới, đánh vào khí kình của Hàn Lập, ầm ầm nổ bể ra, làm cánh tay ma giáp cự nhân triệt để nổ thành bột mịn. Chẳng qua chính vì hai cỗ lực đạo này trùng kích nhau kịch liệt, triệt để ngăn lại khí kình của Hàn Lập, nếu không để mặc nguồn lực lượng kia tiếp tục cuốn trên trên, toàn bộ cánh tay ma giáp cự nhân sẽ bị vặn gãy đến không biết đến như thế nào. Đa tạ khúc lão, ma giáp cự nhân thu ma khí trên thân lại, thân ảnh nhanh chóng trở về hình dáng ban đầu, mở miệng cung kính nói. Thân xác gã tuy có chút thê thảm nhưng mặc kệ vết thương trên đầu vai đau nhức kịch liệt thế nào, Thủy Trung chưa từng phát ra nửa tiếng rên la. Quyền kinh người này mặc dù cơ hồ đều bị ta triệt tiêu nhưng miệng vết thương của ngươi vẫn còn lưu lại một ít. Trước khi cỗ lực lượng này biến mất, không nên thử trùng sinh huyết nhục, nếu không hậu hoạn vô cùng. Lão giả khô gầy đáp xuống trước người gã, dặn dò. Hàn lập thấy thế, thu tay lại, đứng chắp tay, không tiếp tục truy kích nữa. Lệ đạo hữu hai lần xuất thủ đả thương người, không phải quá không để dạ dương thành chúng ta vào mắt a. À. Thạch phá không đi lên phía trước, cười lạnh một tiếng, nói ra. Ta lưu lại tính mạng hai người bọn họ, tam hoàng tử hẳn là nên cảm kích mới phải. Hàn lập cười nói, xem ra lệ đạo hữu ở trong tích lân không cảnh đạt được thu hoạch không nhỏ, bây giờ đã có lực lượng khiêu chiến cùng toàn bộ thánh tộc chúng ta. Thần sắc thạch phá không càng nghiêm túc lên, nhẹ xoa ngón tay, chậm rãi nói ra. Tam hoàng tử không cần dùng ma tộc dọa ta, lệ mỗ cũng không có lòng đối địch cùng ma tộc. Chỉ là hôm nay nếu như tam hoàng tử nhất định phải cưỡng ép lệ mỗ, tại hạ cũng không để ý dạ dương thành này mà đại náo một trận. Ta biết, dạ dương thành là đô thành, tự nhiên không thể thiếu cao nhân tiền bối thực lực thông thiên tỏa chấn, ví như vị khúc lão trước mắt này cũng rất không tầm thường hàn lập nói xong liếc nhìn lão giả khô gầy đôi mắt lão giả như sao ánh mắt rơi trên người hàn lập càng phát sáng lên một thân khí thế theo đó tăng lên tới đỉnh điểm khí thế cả người đột nhiên biến đổi không còn bộ dạng vô hại như trước kia nữa thế nhưng như thế thì sao chứ chỉ cần lệ mố quyết tâm cá chết lưới rách cho dù hủy không được nửa tòa giả dương thành nhưng cũng hủy hoại được nửa tòa hoàng thành ma cung đến lúc đó tam hoàng tử là người cai quản chỉ sợ cũng khó tránh tội a à. Huống chi thời điểm lúc trước đại hoàng tử cai quản, an ổn bực nào, lúc này mới cách bao nhiêu năm, tam hoàng tử lại phá hủy hoàng thành, ai hơn ai kém cao thấp rõ ràng. Bởi vậy, ha ha, cũng không cần ta nhiều lời nữa. Hàn lập thờ ơ cười cười, tiếp tục nói. Thạch phá không nghe vậy, thần sắc trên mặt không thay đổi nhưng trong lòng thì trầm ngâm không thôi. Đối với việc Hàn lập nói, trong lòng của gã đã sớm nghĩ đến, thậm chí minh bạch kết quả sau đó, tất nhiên là phụ hoàng tức giận, thu hồi chức vụ, Thạch Cảnh Nhiên nhất định sẽ thừa cơ lên thay. Nếu như vậy, việc gã vất vả diệt trừ Thạch Trảm Phong lại thành may áo cưới cho người khác. Sở dĩ gã có chút do so dự là bởi vì hắn vẫn có một việc chưa thể xác định, đó chính là Hàn Lập thật sự có năng lực hủy đi nửa tòa ma cung hoàng thành sao. Người này một thân công lực huyền tu, đã vượt xa ta, muốn đánh bại có lẽ không khó nhưng muốn giết hắn lại hết sức không dễ. Hắn nói hủy đi nửa tòa hoàng thành thánh cung, không phải nói ngoa. Lúc này, trong đầu của gã bỗng nhiên vang lên thanh âm khúc lão. Thạch phá không trầm mặc một lát, bỗng nhiên mở miệng cười nói. Vốn là muốn chiêu an lệ đạo hữu đến dưới trướng, cùng sáng tạo cơ nghiệp huy hoàng, hiện tại xem ra là ta mong muốn đơn phương rồi. Nếu lệ đạo hữu nhất định kiên trì, ta cũng không miễn cưỡng nữa, chỉ là chuyện chỗ này, hy vọng lệ đạo hữu tuân thủ ước định, lập tức rời khỏi thánh vực. Đây là tự nhiên, chỉ là đến lúc đó còn phải mượn dùng đại trận truyền tống vượt giới của quý tộc một lát. Hàn lập cười nói sáng sớm ngày mai, lệ đạo hữu đến thánh cung, ta sẽ tiến ngươi rời đi. Thạch phá không tất nhiên mong muốn như vậy, nhanh chóng đưa tiến vị ôn thần hàn lập này đi thì tốt hơn, liền đáp ứng. Vậy làm phiền tam hoàng tử rồi, nơi đây đã vô sự, mời chư vị trở về cho. Hàn lập cười cười, giống như chủ nhân, ra lệnh đuổi khách. Sắc mặt thạch phá không cứng đờ, cắn răng, mang theo mấy người, quay người rời đi. chương 999, Hậu hội vô kỳ, hàn lập vẫn chằm chằm nhìn theo đám người thạch phá không đang bay ra xa rồi cẩn thận dùng thần thức tra xét khu vực lân cận rõ ràng thêm lần nữa sau khi xác nhận không có dị trạng gì mới xoay người trở về đại điện bên trong đại điện đề hồn đang nằm nghiêng trên giường ngọc giữa thủy trì thân hình nhỏ nhắn của nàng cuộn tròn lại đôi lông mày nhíu chặt gương mặt lộ rõ vẻ thống khổ tinh thần hàn lập khẽ run lên lập tức phóng thần thức bao phủ khắp người đề hồn bắt đầu đánh giá tình trạng của nàng một lát sau hắn mới chịu dừng lại nội tâm cũng thả lỏng hơn âm thầm thở dài một hơi hiện tại tuy đề hồn vẫn đang hôn mê như cũ nhưng khí thức toàn thân đã phát sinh chuyển biến không nhỏ đặc biệt tại bên trong đan điền đã xuất hiện một chút bản nguyên lực lượng chập trần bất định tựa như ánh nến le lói giữa căn phòng tối ánh lửa này tuy có phần yếu ớt nhưng lại khiến người khác nảy sinh cảm giác ấm áp chợt có tiếng sóng nước ào ào vang lên từ phía sau giường đá hàn lập liếc mắt nhìn thấy thân ảnh đại tế ti đang chậm rãi đứng lên giữa nước hồ toàn thân y bốc lên khói xám trắng nghi ngút, thậm chí trên người còn thoang thoảng thứ mùi giống như mùi thịt tươi bị thiêu đốt. Tại khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt y, Hàn Lập cũng là không nhịn được phải biến sắc. Mặt ngươi, đại tế ti nghe thấy bèn đưa tay vuốt ve gương mặt mình một chút, rồi cười khổ một tiếng, vận dụng lực lượng luân hồi pháp tác vọng chắc thiên cơ, lẽ nào lại không phải trả giá một cái giá lớn. Chỉ thấy từ cổ y trở lên giờ đây hằn lên những vết cháy đen như vừa bị lửa đốt, lan đến tận trên mặt, bên trong vết thương chứa đầy mủ, tựa như dung nham nóng chảy đang không ngừng ứa ra, mang theo một thứ khí vị kỳ quái, vừa hôi thối tanh tưởi lại vừa nóng rực. Vậy những vết thương trên người ngươi là sao? Hàn lập trao mày hỏi, mỗi lần nhìn trộm thiên cơ sẽ lập tức phải hứng chịu thiên phạt là những vết thương này đây, có phục dụng linh đan tiên dược cũng vô ích. Ban đầu sẽ là những vết cháy đen dày đặc vô cùng đau nhức, sau đó chúng sẽ đóng vẩy rồi biến thành những khối ung um nhọt, năm tháng qua đi, dần dần biến thành bộ dạng hiện tại này, người không ra người quỷ không ra quỷ đại tế ti cười khổ một tiếng khàn khàn nói ra dứt lời y bốc lên một vốc nước tưới lên bề mặt vết thương làm bốc lên một trận sương mù màu trắng hàn lập nghe xong chợt hiểu ra sở dĩ lúc trước đại tế ti không đồng ý chữa trị cho đề hồn ngoại trừ nguyên nhân từ phía đại hoàng tử rõ ràng là do đã suy tính đến hậu quả này có thể nói một khi thiên phạt đạt tới trình độ nhất định dù tu vi có cao hơn nữa cũng chưa chắc đã tránh khỏi trọng thương thậm chí có thể vẫn lạc bằng vào tình hình trước mắt của vị đại tế ti này có thể thấy rõ người mươi cơ thể y đã tiếp cận giới hạn chịu đựng rồi. Việc này xem như hàn mỗ nợ đại tế ti một mối ân tình. Nếu như có yêu cầu gì, chỉ cần trong phạm vi năng lực của tại hạ, xin đại tế ti cứ nói. Hàn lập trầm ngâm một chút rồi nói, hiện tại thì không có chuyện gì cầu, có điều nếu trong tương lai có cơ hội, ta vẫn là cần hàn đạo hữu giúp một chuyện. Đại tế ti bước ra khỏi thủy trì, mỉm cười đáp lời hắn. Trong tương lai sao, không biết là chuyện gì, Hàn lập nhíu mày, cảm thấy hơi khó hiểu. Thiên cơ bất khả lộ a. À. Đại tế ti lắc đầu, tỏ vẻ thần bí. Ánh mắt Hàn lập ngưng lại, đang muốn tiếp tục gặng hỏi thì đề hồn bên cạnh đột nhiên kêu lên một tiếng buồn bực, bộ dáng dường như muốn tỉnh lại. Đề hồn, Hàn lập vội vã nhẹ giọng kêu lên, nhưng chỉ thấy thân thể đề hồn co quắp thêm lần nữa mà không có tỉnh lại. Do lực lượng bản nguyên của nàng đã ngủ say quá lâu, khiến cho lực lượng thần thức hao hụt khá nhiều. Lúc trước nếu ngươi không vận dụng thủ đoạn giúp nàng cố thủ thần hồn thì giờ phút này thần hồn của nàng cũng đã tiêu tán, chỉ còn lại cái xác mà thôi. Tuy nhiên, ngươi không cần lo lắng quá, hiện tại nàng còn đang bồi dưỡng thần hồn, chỉ cần thêm chút ít thời gian nữa chắc chắn sẽ tự động hồi tình. Đại tế thì thấy thế bèn giảng giải một hồi. Sau khi nghe xong, Hàn Lập mới tạm yên lòng, chợt hắn nhớ tới một chuyện, bèn hỏi, lần này ngươi giúp đỡ ta, sau này làm sao ứng phó với tam hoàng tử. Hai người bọn họ coi như là nhân chứng, rõ ràng ta bị ngươi bức hiếp dưới tình huống bất khả kháng nên buộc phải làm theo ý ngươi a à. hàn đạo hữu nếu còn chưa yên tâm có thể tiếp tục ra tay a à, đánh bọn chúng thảm hại hơn chút nữa là được đại tế ti liếc nhìn hai tên thủ vệ vẫn đang hôn mê tại cửa điện cười cười nói ra nếu tam hoàng tử thật sự dễ bị lừa gạt như vậy thì quá tốt rồi hàn lập nghe vậy cười rộ lên vậy thì đã sao ta thân là đại tế ti thánh tộc y sẽ không dám quá phận Huống hồ vừa rồi y cũng đã tự thân giá lâm nhưng nào có chiếm được chút tiện nghi, lấy tư cách gì để chỉ trích ta. Đại tế ti tiếng khàn khàn nói, cũng có lý, hàn lập gật đầu nói. Sau đó, hắn mang đề hồn trở lại hoa chi động thiên, rồi một mực ở bên cạnh nàng hộ pháp. Sáng hôm sau, tuy đề hồn vẫn chưa tỉnh nhưng khí thức đã tăng trưởng một chút, khiến hàn lập có thêm vài phần an tâm, hắn cáo từ đại tế ti rồi rời khỏi đại điện, nhằm thẳng hướng ma cung mà đi. Nhưng hắn mới đi được vài bước đã thấy thạch phá không cùng với hơn 10 người đang chờ sẵn ở ngoài sân rộng. Hàn lập quét mắt nhìn một lượt liền phát hiện ngoại trừ vị khúc lão tối hôm qua đã hiện thân, sau lưng y còn có thêm ba gã thái ất hậu kỳ, mà thái ất trung sơ kỳ cũng có đến 7-8 người. Tam hoàng tử bày ra đại trận bực này, chẳng lẽ muốn thị uy với lệ mỗ? Thân sắc hàn lập vẫn như thường, lời nói còn mang theo chút tiêu ý. Lệ đạo hữu đa tâm rồi, thời điểm ngươi mới tới thánh tộc chúng ta, đã được đón tiếp như khách quý, hiện tại người phải ly khai, chúng ta tự nhiên cũng muốn lấy lễ đối đãi. Thạch phá không tay cầm quạt xếp, cười nói ra, đã vậy lệ mỗ cũng không khách khí. Hàn lập cười rộ, thân hình bỗng lóe lên, lướt qua đám người, trực tiếp vượt lên phía trước. Thạch phá không thấy thế, ánh mắt liền trầm xuống, y thu lại quạt xếp rồi lập tức dẫn đầu đuổi theo hàn lập, đám người còn lại chủ động giữ khoảng cách, bám theo phía sau hai người bọn hắn. Lệ đạo hiếu. Nếu ta nói là hiện giờ đã có điểm hối hận vì lúc trước không cùng ngươi giao hảo, Liệu có phải đã quá muộn? Thạch Phá không đuổi theo Hàn Lập, tới kề vai sát cánh mà đi, hỏi: "Không biết thời điểm lúc trước mà Tam hoàng tử vừa nói, là lúc ta mới tới Dạ Dương thành, hay là lúc ta đi vào Tích Lân không cảnh đây?" Hàn Lập cười hỏi, "Có gì khác nhau sao?" Thạch Phá không hỏi, kỳ thật không có gì khác nhau, chỉ cần là trước lúc ngươi cấp cho ta bạo không giới phù thì không tính là muộn. Đáng tiếc, Tam hoàng tử ngươi không thể nào quay ngược thời gian, vậy nên cũng không cần phải hối hận hàn lập lắc đầu thật sự là đáng tiếc thạch phá không thở dài hàn lập nghe vậy mặt lộ vẻ do dự không kìm được tâm tư thở dài giữa các ngươi cần gì phải đến bước này thạch phá không đương nhiên minh bạch hàn lập đang ám chỉ chuyện giữa y và thạch xuyên không tiếc rằng bí mật này vốn không có chỗ cho ngoại nhân vì thế y cũng chỉ lại thở dài một tiếng rồi không nói thêm gì nữa khuôn mặt lộ vẻ tịch liêu hàn lập thấy vậy cũng không cần phải nhiều lời nữa chăm chăm chú chú đi về phía trước đoàn người một mực ngự không phi hành, rồi đáp xuống một quảng trường ở Nam Uyển Ma Cung. Hàn lập phóng tầm mắt ra xung quanh, lập tức phát hiện một tòa tháp nhọn hoắt đang đứng im lìm ở phía trước không xa, chỉ nhìn bề ngoài sẽ không phát hiện ra thân tháp mang kiến trúc tầng tầng mũi nhọn vô cùng cổ quái. Trên thân tháp trải rộng những đường hoa văn hình vòng hình khuyên với kết cấu đan sen, tạo thành một mạng lưới phù văn vô cùng khổng lồ và phức tạp đến cực điểm, kết nối trực tiếp với mặt đất. Tòa tháp cao hơn trăm trượng, chân tháp chiếm một phần ba chiều cao tổng thể, xung quanh được khảm một vòng tinh thạch hình thoi trong suốt, không ngừng chiết xả ánh mặt trời, tỏa ra quang mang rực rỡ trói mắt khiến người ta không thể nhìn thẳng. Chẳng lẽ đây chính là Việt không tháp trong truyền thuyết? Sau khi quan sát một lát, Hàn Lập chợt nhíu mày hỏi. Lệ đạo hữu muốn phản hồi tiên giới, pháp trận truyền tống thông thường đương nhiên không tài nào đảm đương được, chỉ có Việt không tháp mới có khả năng xé rách hư không, trực tiếp đưa đạo hữu vượt giới. Thạch phá không gật gù, thông qua tháp này có thể phản hồi Bắc Hàn tiên vực hay không? Hàn Lập vẫn hơi nhíu mày, truyền tống vượt giới thập phần khó khăn, hao phí tài nguyên lại càng kinh khủng, mà việc xé rách hư không tiến hành truyền tống chỉ có thể đến được địa phương tiếp giáp gần nhất giữa hai giới vực. Thạch phá không mỉm cười, đó là nơi nào, Hàn Lập hỏi, Kim Nguyên Tiên Vực, Thạch phá không liếc hắn một cái, đáp gọn lỏn, cụ thể là nơi nào ở Kim Nguyên Tiên Vực, Hàn Lập nghe vậy cho mày. Tuy rằng Hàn Lập chưa từng đặt chân đến tiên vực này nhưng cũng không thể nói là hoàn toàn lạ lẫm, dù sao vô luận là cửu nguyên quan hay bách tạo sơn đều nằm giữa kim nguyên tiên vực hơn nữa vị trí của kim đồng hiện tại quá nửa là ở tiên vực này ở giữa kim nguyên tiên vực có vài tòa pháp trận tiếp dẫn chẳng hạn như ở cửu nguyên quan hay thủ dương sơn có điều cần phải có tín vật tông môn mới có thể truyền tống đến những nơi này nếu như trên người ngươi không có tín vật vậy cũng chỉ có thể xem vận khí bẻ trinh không si sách ngươi sẽ tùy cơ bị truyền tống đến một địa phương bất kỳ ở kim nguyên tiên vực thạch phá không cười nói đi thôi Hàn Lập trầm ngâm một lát sau, gọn gàng nói. Dứt lời, hắn dẫn đầu đi vào trong Việt không tháp. Thạch phá không nhìn theo bóng lưng hắn, nhíu mày rồi cũng theo sau. Tiến vào trong tháp, Hàn Lập liền phát hiện khắp nơi trên mặt đất đều khắc họa phù trận hoa văn, chính giữa là một cột đá trắng như tuyết sừng sững, bề mặt nó hẳn lên đủ loại hoa văn cổ quái. Vách tường xung quanh đều được khảm nạm những khối tinh thạch hình thoi trong suốt, bề ngoài tinh thạch được gia công tỉ mỉ thành vô số mặt nhỏ như lăng kính, phản chiếu tầng tầng lớp lớp hình ảnh trồng chất lên nhau. Ở giữa đám thạch trụ là một cái đài cao hình vuông chừng 10 trượng, phía trên là bức phù điêu chân linh la hầu sống động như thật. Cả tòa đại trận tuy vẫn chưa vận chuyển nhưng phía trên đã có tầng tầng ánh sáng phiêu phù, như những gợn nước láp lánh dưới ánh mặt trời, khiến cho toàn bộ đài cao nhộn nhạo không thôi, truyền ra trận trận không gian ba động mãnh liệt. Lệ đạo hiếu, hôm nay từ biệt, sau này hy vọng chúng ta không gặp gỡ tại thánh vực. Thạch phá không đột nhiên mở miệng, tam hoàng tử yên tâm, lệ mỗ là kẻ giữ lời. Hàn lập từ chối cho ý kiến, mỉm cười đáp, vậy thì tốt rồi, xin mời vào trận, thạch phá không gật đầu, thần thức hàn lập quét qua đại trận thêm lần nữa, phát hiện chi tiết các nơi trong đó không chênh lệch với giảng thuật cực kỳ tỉ mỉ của đại tế thi đêm hôm trước cho hắn, lúc này mới gật gật đầu bước lên. Lệ đạo hữu yên tâm, việc không tháp dị thường chân quý, ta tuyệt đối không dám động tay chân, việc tháp này bị tổn hại so với hủy đi một nửa hoàng thành cũng không kém bao nhiêu. Thạch phá không thấy thế, cười nói. Hàn lập không tiếp tục làm điều thừa nữa, chỉ nhìn thạch phá không một chút, ý bảo hắn có thể khởi động pháp trận. Họ thạch cũng không nhiều lời, liền vung tay lên. Mấy tên ma tộc trưởng lão sau lưng y lập tức phân tán đi vào bốn phía đại trận, nhao nhao khoanh chân ngồi xuống, từng người một nhắm mắt bấm niệm pháp quyết, bắt đầu thúc giục Việt không tháp khởi động. Từng trận thanh âm ông ông truyền đến, toàn bộ mặt đất trong tháp theo đó rung lên từng nhịp. Ngay sau đó, Đài cao ở trung tâm tòa tháp tỏa ra ngân mang bao phủ toàn thân Hàn Lập, các loại phù văn trên mặt đất cũng theo đó rộ lên ánh sáng chói mắt. Toàn bộ đám tinh thạch hình thoi khảm nạm quanh thân tháp sáng rực lên, lập tức chiết xạ ra vô số vệt sáng lốm đốm, chúng giao thoa ở một chỗ rồi hóa thành một quang cầu chói mắt đến cực điểm, khiến cho người ta dù đã híp hai mắt vẫn không dám nhìn thẳng. Thân thể Hàn Lập là nơi tất cả ánh sáng hội tụ, cả người bị quang mang bao phủ, người ngoài không thể thấy rõ hắn nữa bốn phía phát ra vô số sợi tơ pháp tắc chứa đựng không gian chi lực cường thịnh, tập trung cả ở trung tâm, khí thế cả tòa đại trận trong nháy mắt dâng đến tột đỉnh. Mắt thấy đại trận đã sắp sửa phát động, bên tai Hàn Lập chợt vang lên giọng nói của Thạch Phá Không. Hàn đạo hữu, hậu hội vô kỳ, chương 1000, sắp sẵn một chiêu, kèm theo câu nói không ngày gặp lại của Thạch Phá Không, là một đạo lưu quang màu trắng, được một cỗ không gian pháp tắc chi lực bảo vệ, xuyên qua đại trận, đánh vào trên người hắn. Trong lòng Hàn Lập giật mình, chỉ kịp cúi đầu nhìn thoáng qua, phát hiện đó là một khối tiêu ký ngọc quyết nhưng căn bản không kịp phản ứng chút nào. Một cỗ lực xé rách vô cùng mãnh liệt liền từ bốn phương tám hướng cuốn tới. Hắn cảm thấy không khí chung quanh siết chặt, tiếp theo một lực vặn vẹo vào tới thân mình, cả người hắn giống như bị nguồn lực lượng này xé rách thành mảnh vỡ, thần thức vô cùng cường đại lúc này cũng không khỏi phân tán, căn bản không thể tập trung mảy may. Ầm một tiếng nổ vang, cả tòa việt không tháp chấn động ầm vang, trên đỉnh ngọn tháp có một đạo ngân quang nổ bắn lên không trung ma sát kịch liệt với vân khí trên không trung tạo ra một mảnh ngũ thải huyễn quang lộng lẫy loa mắt cùng lúc đó tinh thạch hình thoi khảm nạm trên tường phía ngoài thân tháp bắn ra một vầng sáng màu bạc hóa thành một cỗ khí lãng vô hình quét về bốn phương tám hướng đạo ngân quang kia bắn ra sau giây lát quang mang đột nhiên thu vào âm thanh liền im ắng lại trên cả tòa việt không tháp trận trận khói bụi tinh thạch hình thoi trên tường phía ngoài bị năng lượng to lớn trùng kích hơn phân nửa bị thiêu hủy còn lại non nửa thì quang mang ảm đạm hiển nhiên năng lượng ẩn chứa trong đó cơ hồ tiêu hao hầu như không còn. Sau một lát, đoàn người thạch phá không đi ra cửa tháp. Sắc mặt của y vẫn khó coi, lông mày cao lại, tựa hồ đang có tâm sự trong lòng, bất quá thần sắc trong mắt lại nhẹ nhõm hơn vài phần so với trước đó. Tiên giới, bao quanh một mảnh núi rừng xanh ngắt, một tòa đạo quan gạch xanh ngói đen xây dựng với phong cách cổ xưa. Kiến trúc trong quan được xây lên dựa vào thế núi, kéo dài hơn 10 dặm. Trong một nơi có địa thế hơi thấp của dãy núi xanh kia, một tòa pháp trận đá trắng rộng không quá trăm trượng, cột đá vây quanh bốn phía, khắp nơi khắc dày đặc phù văn. Giờ phút này, xung quanh tòa phù trận có diện tích không quá lớn này, đang vây tụ gần trăm tên tu sĩ với hai loại phục sức khác nhau, thân sắc từng người nghiêm túc, mặt mũi tràn đầy vẻ ngưng trọng. Cầm đầu những người này tựa hồ là hai người, một người trong đó là một nam tử trung niên thân mang trường bào màu trắng, dáng người không quá cao to, khí thế trên thân hùng hậu, xem ra chính là người quen nắm quyền hành. Người kia là một lão giả thất tuần vóc người cao gầy, gương mặt hóm sâu, dâu thừa thớt, nhìn có chút khô quát. Đào cơ lão đệ, tin tức này của ngươi có được từ chỗ nào, tên kia hôm nay sẽ tới thật chứ? Lão giả khô quát đột nhiên mở miệng, phá vỡ yên lặng. Cận xuyên đạo huynh, trong đêm hôm qua ta bỗng nhiên nhận được truyền tin vừa giới, nói là hung thủ sát hại Vũ Nhi, hôm nay sẽ xuất hiện tại truyền tống đài hồi long quan này. Thời gian quá gấp, ta cũng không thể kiểm chứng thật giả, vội vàng mang theo thủ hạ chạy tới đây. Lại nhớ ngươi ở cách đây không xa, liền quấy dày nhờ ngươi đến trợ giúp. Nam tử trung niên tên là Đào Cơ nói ra, không sao, chỉ là nếu ta nhớ không lầm, kẻ năm đó sát hại Vũ Nhi, bất quá chỉ là một tên chân tiên mà thôi, một ngón tay ngươi cũng có thể nhìn nát tiểu nhân vật cỡ này, sao đáng giá ngươi phải đại động can qua như vậy. Cận xuyên nghi ngờ hỏi, nói đến việc này có chút kỳ quặc, người truyền tin nói, chiến lược kẻ kia bây giờ không tầm thường, kêu ta tốt nhất nên đem tu sĩ thái ất cảnh tới đào cơ do dự một chút rồi mới lên tiếng làm sao có thể vũ nhi vừa mới ngộ hải qua được bao nhiêu năm chứ một người coi như là kỳ tài ngút trời cũng không có khả năng trong thời gian ngắn ngủi như thế từ chân tiên cảnh vượt đến thái ất cảnh đây nhất định là không thể theo lời vi huynh hơn phân nửa là có người gài bẫy ngươi những năm qua ngươi ngồi ở trên vị trí này cũng đắc tội không ít người a à. cận xuyên lắc đầu nói cận xuyên đạo huynh người cũng biết vì việc này ta hao tốn biết bao tâm tư dù chỉ có một tia cơ hội ta cũng không muốn bỏ lỡ huống hồ cho dù là có nhân vật thiết lập cuộc diện đối phó ta giờ có ngươi đến tương trợ ta sợ gì chứ đào cơ thở dài ngừng trọng nói ra chớ nói ta tương trợ cho dù ta không đến chiến trận trước mắt này chỉ cần không phải đại năng đại la cảnh cũng đừng kiếm được chỗ tốt cận xuyên nhìn lướt qua bốn phía pháp trận đá trắng vừa cười vừa nói Bên tiên cung ta chỉ có 5 tên tu sĩ kim tiên đỉnh phong, cùng hơn 40 tên tu sĩ kim tiên trung hậu kỳ, nếu không phải đạo huynh ngươi mang người đến bổ sung, bố trí xuống lưỡng nghi âm dương trận hoàn chỉnh này, chỉ sợ căn bản không phát huy được uy lực tốt nhất. Đào cơ cười khổ một tiếng, nói ra, trước đó nghe người nói, kẻ này tu luyện chính là thời gian pháp tắc chi lực, ngược lại đúng là không biết sống chết a Cận xuyên đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói như thế. Hơn phân nửa là lớp người có xuất thân quê mùa, không có bối cảnh tông môn cỡ lớn, không biết bí mật trong tu luyện pháp tắc, đần độn u mê đi vào con đường cụt này. Bất quá năm đó hắn có thể dùng tu vi chân tiên giết chết Phú Nhi, sau lại đánh giết công thâu cửu, đủ để thấy hắn tu luyện thời gian pháp tắc chi lực đã có chút hỏa hầu. Đào cơ trầm ngâm nói, ha ha, hắn dù tu luyện thời gian pháp tắc, đã có hỏa hầu thì đã sao? Chỉ cần tiến vào trong lưỡng nghi âm dương trận này, lúc đó không phải là có lực mà không sử dụng được, mặc cho chúng ta chém giết sao? Yên tâm, hôm nay hắn không đến thì thôi nếu tới có mọc cánh cũng khó thoát vì vũ nhi báo thù huyết hận cận xuyên cười nói đào cơ nghe vậy thần sắc cũng buông lỏng mấy phần đang muốn mở miệng nói chuyện thì thần sắc bỗng nhiên biến đổi đã đến thần sắc cận xuyên khẽ động cười nói lão vừa dứt lời hư không trên đỉnh đầu vân khí đột nhiên sôi trào kịch liệt tất cả đều tụ tới trên khe núi này che đậy cả nửa màn trời vào trong sắc trời trong khe núi đột nhiên tối xuống tiếng rít vang lên đám người nhao nhao ngửa đầu nhìn lên bầu trời. Bày trận, thân sắc đào cơ nghiêm lại, thấp giọng quát lên, chín tên tu sĩ kim tiên đỉnh phong cầm đầu lập tức đáp ứng một tiếng, mỗi người mang theo chín tên tu sĩ kim tiên trung hậu kỳ di chuyển ra bốn phía truyền tống đài, tự mình chấn giữ trụ cột trận, giao thoa bố trí ra một tòa đại trận phức tạp. Chín người người này nhao nhao tay kết pháp quyết, miệng tụng chú văn, mặt đất cùng cột đá bốn phía sáng lên đạo đạo phù văn, một tầng sáng đen trắng từ bốn phía chậm rãi cuốn tới vây quanh, như là một cái túi mở lớn, chỉ còn chờ con mồi xuất hiện, liền bắt nó vào trong. ầm một tiếng vang thật lớn, phía trên trời cao, mây đen phun trào, bỗng nhiên có một đạo điện quang nổ tung, một cỗ ba động không gian vô cùng mãnh liệt từ đó chuyển ra, ngay sau đó liền có một đạo quang trụ màu bạc phá toái hư không, phát ra trận trận thất thải huyễn quang, đập thẳng xuống. Trên truyền tống đài chấn động ầm vang, chỗ ngân quang rơi xuống. Đã hiện ra một bóng người màu xanh Chính là Hàn Lập Huyễn Thải Ngân Quang vừa mới biến mất ông một tiếng rung liền từ không trung truyền đến phần sáng đen trắng kia trong nháy mắt khép kín lập tức như một cái nổi lớn úp ngược xuống dưới chụp toàn bộ truyền tống đài vào phía dưới truyền tống vượt giới lại thêm lực xé rách không gian cực kỳ khủng bố tu sĩ thái ất mới dám thử tu vi kim tiên nếu như cưỡng ép dùng hơn phân nửa khó thoát khỏi thân thể bị xé rách cho dù không chết cũng sẽ trọng thương thân thể hàn lập cường đại khó có thể nói đương nhiên sẽ không lo lắng bị lực xé rách gây tổn thương nhưng dù như thế Giờ phút này hắn cũng cảm thấy đầu óc mơ hồ, đau nhức toàn thân, muốn lập tức đứng lên cũng có chút khó khăn. Luyện thần thuật trong thức hải hắn đã tự hành vận chuyển, sau một lát liền khôi phục bình tĩnh. Khi hắn một lần nữa đứng thẳng người lên, bên chân liền đùng một tiếng giòn vang, rớt xuống một viên ngọc huyết lớn chừng ngón cái. Hàn Lập lắc lắc đầu, cúi người nhặt viên ngọc huyết kia lên, nhìn thoáng qua bốn phía, khi nhìn rõ những người bày trận, có một nửa mặc trên người đều là phục sức Tiên cung, nhịn không được thở dài nói: Thạch phá không a à, thạch phá không, xem ra lại bị ngươi tính kế một chiêu rồi. Một bên khác, cận xuyên liếc qua hàn lập, chỉ cảm thấy tên thanh niên cao lớn trước mắt này, nhìn rất phổ thông, nhìn không được hỏi. Chính là hắn sao, là hắn, không sai, ánh mắt đào cơ nhìn chầm chầm vào hàn lập, gật đầu nhẹ, khẳng định. Lúc trước mặc dù gã chưa gặp mặt hàn lập nhưng chẳng biết tại sao, khi lần đầu tiên nhìn thấy hàn lập, cảm nhận được cỗ khí thức kia trên thân hắn, liền vô thức nhận định người trước mắt chính là gia hỏa sát hại hài tử mình. Ta nên gọi ngươi là Lệ Phi Vũ hay là Hàn Lập đây?" Đào Cơ lạnh giọng hỏi. Hàn Lập nghe được lúc Thạch Phá không sắp chia tay nói câu kia, liền đoán được bên này có thể xảy ra vấn đề, chỉ không ngờ sẽ là dạng này. "Chúng ta trước đó đã gặp nhau sao?" Hàn Lập nhíu mày lại, hỏi. "Ngươi chưa gặp ta nhưng đã gặp qua Vũ Nhi, còn ra tay giết nó." Đào Cơ lạnh giọng nói ra. Hàn Lập quan sát tỉ mỉ tên nam tử trung niên kia, phát hiện khuôn mặt gã mơ hồ có chút quen thuộc, suy nghĩ một lát, liền bừng tỉnh đại ngộ nói, ngươi chính là phụ thân của đào vũ A, là vị đào trưởng lão qua lời công thâu cửu hả. Không tìm nhầm người là được, hôm nay chính là thời điểm ngươi trả nợ máu. Động thủ, đào cơ nghe vậy, gật đầu nhẹ nói ra, lệnh truyền ra, trên truyền tống đài lập tức chấn động ầm vang, không khí theo đó siết chặt, giống như đột nhiên bị rút khô đi. Hàn lập nhướng mày, chợt phát hiện thiên địa linh khí bốn phía trong nháy mắt biến mất sạch sẽ, hắn tựa như lại về tới tích lân không cảnh. Nghĩ đến đây, Hàn Lập có chút giở khóc giở cười, trên mặt cũng theo đó lộ ra một vòng thần sắc bất đắc dĩ. Mở ra âm dương cực thạch, đào cơ thấy trên mặt hắn tựa hồ không có vẻ gì kinh hoàng, lông mày hơi nhăn lại, quát. Gã vừa dứt lời, tất cả tu sĩ kim tiên nhao nhao tay biến đổi pháp quyết, hai tay cùng lúc đẩy ngang ra phía trước. Chỉ thấy hai bên màn sáng đại trận, từng vòng từng vòng phù văn cổ quái trống rỗng hiển hiện, bao phủ bốn phía vầng sáng đen trắng, bỗng nhiên giống như bị thứ gì hấp dẫn, tách ra một cách rõ ràng. Bạch quang về trái, hắc quang qua phải, trên mỗi phần mình có từng vòng từng vòng phù văn ngưng tụ, dần dần từ hư chuyển thực, hóa thành hai ma bàn đen trắng to lớn, xoay tròn kịch liệt đè ép tới hướng trung tâm. Thân Hàn lập ở giữa hai ma bàn, mặc dù chưa chạm đến, đã cảm giác được hai bên chuyển đến một cỗ lực ép cường đại, áp xúc hư không tầng tầng, hóa thành hai mặt tường khí hư không mắt thường khó thấy được, khóa chặt hắn giữa trung tâm, không cách nào động đậy. Chương 1001, chỉ có năng lực như vậy. Vù vù Hàn Lập cảm thấy hai bên tai vang lên tiếng gió gào thét, kèm theo đó là từng trận lực lượng xé rách từ hai bên xoáy tới, mang theo sức gió tạt vào gương mặt hắn làm đau nhức. Hắn bị dồn nén cũng có chút khó chịu, hai cánh tay theo bản năng quét ngang, dùng hai khuỷu tay căng ra hai bên. Tuy vậy cũng chỉ có thể đẩy khí kình từ ma bàn ra khoảng chừng hơn tấc, ma bàn trắng đen hai bên như thực thể, không ngừng dồn nén vào chính giữa. Đào cơ thấy Hàn Lập tạm thời không nhúc nhích được, trong lòng không khỏi buông lỏng, nụ cười trên mặt dần nhiều lên. Nhưng vẻ mặt cận xuyên thì lại lộ vẻ xem thường, lão ta nhếch miệng hơi khinh thường vị lão hữu này của mình, chỉ vì đối phó một tiểu nhân vật mà phải làm lớn như vậy. Đã vào âm dương trận này, chính là bước lên âm dương lộ, tăng thêm sức vào cho ta, ta muốn nghiền nát thân thể tên này thành bột mịn, nhớ trở lại thần hồn của hắn. Ta muốn dùng thần hồn hắn để đốt một cây thiên đăng, an ủi vong hồn vạn năm cho con ta đào cơ cao giọng quát lên. Vâng, phía sau lão, 90 tên tu sĩ kim tiên cùng đáp ứng một tiếng, âm thanh chấn động trời cao có thể may mắn được đào trưởng lão chọn làm người tham gia bảy trận diễn luyện này, đối với tu hành sau này hiển nhiên có chỗ tốt nói không hết, không những vậy mỗi người còn được thêm 10 khối tiên nguyên thạch, mặc dù người bị đối phó không chịu nổi một kích, nhưng cho dù thế nào đi nữa cũng đạt được kết quả như ý, chuyện như vậy ai mà không muốn chứ. Nếu được đào trưởng lão tán thưởng, tiền đồ sau này càng không phải nói nhiều lời nữa. Chỉ thấy bọn họ nhanh chóng biến hóa pháp quyết, hầu như một thân tiên linh lực đều tuôn ra không giữ lại chút nào, tất cả đều toàn lực thúc giục đại trận. Phù văn trên hai ma bàn đen trắng tỏa sáng hào quang rực rỡ, lực lượng áp bách từ hai bên càng lúc càng mạnh, rốt cuộc cũng triệt để đè ép khuỷu tay Hàn Lập vào trong, từ đó phát ra từng trận âm thanh nghiền nát giận người. Thân Hàn Lập ở trong trận, ngược lại vẻ mặt không biến hóa bao nhiêu, cũng chưa vội phản kích. Hắn đang muốn mượn cơ hội lần này kiểm tra xem nhục thân được tôi luyện trong tích lân không cảnh rốt cuộc đã đạt đến trình độ nào. Hắn thích ứng dần từng chút lực nghiền ép của ma bàn, nên vẫn chưa sử dụng quá nhiều lực phản kháng. Đương nhiên khuôn mặt hắn phải phối hợp lộ ra vẻ càng lúc càng đau đớn, thậm chí còn ra sức dồn khí đan điền để bước ra một thân mồ hôi, hơn nữa cả người còn theo bản năng run rẩy mấy lần. Đến cuối cùng, hắn dứt khoát thu hai tay lại, làm bộ dạng như từ bỏ chống cự, mặc cho hai ma bàn đen trắng đè ép lên thân thể của hắn. rầm rầm dầm, hai ma bàn đen trắng rung mạnh không thôi, thoạt nhìn giống như đã kề sát lại với nhau, trong lúc mơ hồ không cách nào thấy rõ thân ảnh của Hàn Lập xem ra người kia quả nhiên đã nói láo kẻ này sống không qua được một lúc đã sắp hóa thành bột mịn đào lão đệ nên chuẩn bị sẵn sàng thu lấy thần hồn của hắn đi là vừa đừng làm quá mức mà khiến cho cả thần hồn của hắn tan biến cận xuyên liếc qua đại trận vừa cười vừa nói không nghĩ ra vũ nhi lại thua trong tay loại này chắc chắn nó đã khinh thường đối thủ mới sơ suất bị ám toán cũng tại ta ngày xưa không đủ nghiêm khắc với nó ai đào cơ lắc đầu thở dài một tiếng trong mắt lộ ra vẻ hối hận cũng không trách được Vũ Nhi, sở dĩ lần này hắn không có lực hoàn thủ cũng là do chúng ta đã sớm bày trận, khiến cho tiên linh lực của hắn không cách nào điều động được, một thân lực lượng pháp tắc cũng không cách nào vận chuyển, cho nên mới mất hết tiên cơ. Cận xuyên khoát tay áo, an ủi nói ra, bất luận thế nào, mối thù của Vũ Nhi rốt cục ngày hôm nay ta có thể báo được rồi. Đào cơ gật đầu nhẹ, có chút chân an nói ra. Kết quả hai người vừa dứt lời, đột nhiên xảy ra dị biến. Chợt từ trong hai ma bàn đen trắng chuyển đến từng đợt âm thanh cổ quái, hai người vội vàng ngưng thần nhìn lại, liền kinh ngạc phát hiện, trước đó hai khối ma bàn hầu như đã khép kín hoàn toàn, không ngờ giờ phút này lại một lần nữa lộ ra một khe hở. Các ngươi chỉ có chút năng lực ấy sao, ngay cả để cho ta thử một lần cường độ nhục thân cũng không làm được. Bỗng nhiên âm thanh hàn lập từ trong đó chuyển ra, trong giọng nói tràn đầy ý mỉa mai. Hai người nghe vậy, vẻ mặt biến đổi, đào cơ vội quát, toàn lực thúc trận, ép chết hắn cho ta một tiếng lệnh này vừa ra đám kim tiên vừa mới thở phào nhẹ nhõm nào dám lười biếng tất cả đều nhanh chóng thúc giục tất cả tiên linh lực ra toàn lực quán trú vào trong lưỡng nghi âm dương trận thế nhưng sau khi ma bàn đen trắng được nguồn lực lượng này hội tụ vào mặc dù mặt ngoài càng tỏa ra hào quang rực rỡ lực lượng dồn ép càng thêm cường đại nhưng thủy chung không cách nào khép kín lại lần nữa ngược lại bị hàn lập dùng hai cánh tay chống đỡ hai bên đẩy ra từng chút từng chút một không những vậy Vẻ mặt Hàn Lập lúc này cũng liền trở lại bình tĩnh thong dong như trước, ngay cả một thân mồ hôi đầm đìa không biết hắn dùng thủ đoạn gì làm khô lại. Đào Cơ thấy vậy, rốt cuộc sắc mặt chuyển biến, lão liền một tay bấm niệm pháp quyết rồi vung lên phía trước, chợt từ trước người lão sáng lên một vệt hào quang màu vàng, từ đó hóa thành một thanh phi kiếm màu vàng óng, lơ lửng trước người lão. Trên phi kiếm màu vàng, hai mặt đều được khắc họa từng đạo hoa văn hỏa diễm, tổng cộng có 9 đạo, phía trên truyền ra từng trận dao động nóng rực. Nhanh chỉ thấy trong miệng lão khẽ quát một tiếng, hai ngón tay hợp lại lướt trên thân kiếm một cái, đạo hoa văn hỏa diễm đầu tiên cũng theo đó sáng lên, trên thân kiếm liền giấy lên một tầng hỏa diễm đỏ thấm, tuy vậy nó không có bùng cháy dữ dội mà ngược lại giống như một tầng kiếm quang hình răng cưa, bao phủ cả thân kiếm lại. Đào cơ liếc qua hàn lập, ngón tay lại vuốt lên phía trước một tấc, trên thân kiếm sáng lên đạo hoa văn thứ hai. Bỗng chốc trên thân kiếm bùng sáng lên một tầng hỏa diễm màu cam, bao phủ bên ngoài tầng hỏa diễm màu đỏ kia. Tầng hỏa diễm này vừa xuất hiện, nhiệt độ chung quanh theo đó bắt đầu tăng cao, không khí giống như bị thiêu đốt trở nên bốc hơi vặn vẹo. Ngón tay đào cơ không ngừng chuyển động, vuốt lên thân kiếm liên tục, hoa văn trên phi kiếm liền sáng lên từng đạo, ngay sau đó trên thân kiếm được bao phủ lên một tầng nối tiếp một tầng hỏa diễm. Cho đến đạo hoa văn thứ bảy sáng lên, trên phi kiếm đã được bao phủ bảy tầng hỏa diễm, phía trên mỗi một tầng hỏa diễm đều bùng cháy lên dữ dội, thoạt nhìn giống như một cây quạt bảy màu thảm thực vật trên mặt đất trong khắp khe núi màu xanh dưới cỗ sức nóng không ngừng thiêu đốt này, tất cả đều trở nên khô héo úa vàng, cho dù đám kim tiên khống chế pháp trận cũng cảm thấy nóng nực khó mà nhịn được, cảm giác máu trong cơ thể như muốn sôi trào lên, không ngừng dày vò. Đào lão đệ, mặc dù lực lượng nhục thân của người này có chút cao minh, thế nhưng hắn đã nỏ mạnh hết đà rồi. Vậy mà ngươi lại trực tiếp vận dụng thất diệu hỏa văn, ngươi có xem trọng hắn quá mức hay không? Cận xuyên bên cạnh thấy vậy, sắc mặt hơi kinh ngạc. Đào cơ không trả lời, mà mạnh mẽ đẩy hai tay về phía trước. Bỗng nhiên phi kiếm bao phủ ngọn lửa bảy màu kia nổ bắn ra, hóa thành cầu vòng rực rỡ, trong nháy mắt liền lao vào trong đại trận. Hàn lập cảm nhận được từng cỗ lực lượng hỏa diễm pháp tắc từ trên phi kiếm chuyển đến, trên mặt không chút sợ hãi, mà ngược lại trong lòng có chút cảm giác hưng phấn kích động. Lúc này mới có chút ý tứ, vừa lúc dùng nó thử xem sâu cạn A. Trong miệng hàn lập khẽ quát một tiếng, cũng không vận chuyển bất kỳ công pháp nào, chỉ đơn thuần kích phát lực lượng tinh thần trong thể nội, rồi ưỡn ngực ninh tiếp phi kiếm đang bắn thẳng đến. Một tiếng vang ầm thật lớn, mũi của thanh phi kiếm bảy màu đâm ngay ngực Hàn Lập, từ đó tỏa ra từng luồng từng luồng lực lượng hỏa diễm nóng rực. Quần áo trước người Hàn Lập trong nháy mắt hóa thành cho tàn, lộ ra lồng ngực, tuy vậy cơ bắp trên người hắn cũng không có khuếch trương lên mà giống như được đúc bằng sắt thép tỏa ra một mảnh hào quang sáng như tuyết, mạnh mẽ chống đỡ phi kiếm bảy màu hào quang phát sáng che khuất cả pháp trận cũng như bao phủ cả người hàn lập vào trong. Mảng lớn hỏa điểm nóng rực giống như khổng tước xòe đuôi, tỏa ra từng đoàn từng đoàn ngọn lửa bảy màu nổ tung văng khắp bốn phương tám hướng, từ đó lan tỏa ra cỗ hỏa lực nóng rực, ngược lại làm toàn bộ đại trận rung mạnh không thôi. Đám tu sĩ kim tiên ngoài trận bị cỗ lực lượng chấn động này trùng kích, thân hình từng người không ngừng chập chờn, lắc lư rung động, hầu như theo mức độ chấn động của hỏa diễm mà thân thể không ngừng lắc lư. Sau nửa ngày, Rốt cuộc hỏa diễm trên phi kiếm đã tiêu hao hầu như không còn, thân ảnh Hàn Lập một lần nữa hiện ra. Chỉ thấy ngoại trừ áo trước ngực hắn rách nát ra thì trên người hắn ngay cả nửa điểm vết cháy cũng không có, thoạt nhìn không có bất kỳ chút tổn thương nào. Cái này, làm sao có thể, vẻ mặt cận xuyên đột biến, ngạc nhiên kêu lên, nhục thân kẻ này đã cường đại quá sức tưởng tượng, cận xuyên đạo huynh không thể chủ quan. Đào cơ nhíu chặt lông mày, gọi phi kiếm quay về. Các ngươi chỉ có bản lĩnh như vậy thôi sao? vậy đến lượt ta rồi. Hàn lập ngẩng đầu nhìn về phía hai người, vừa cười vừa nói. Vừa dứt lời, hắn lập tức vận chuyển thiên sát chấn ngục công, huyền khiếu khắp người ầm ầm rung động, bỗng nhiên năm ngón tay hắn xòe ra thành chảo, không ngờ giống như lưỡi đao trực tiếp đâm vào ma bản đen trắng. Ngay sau đó, chỉ thấy hắn vận chuyển huyết mạch sơn nhà cử viên trong cơ thể, cơ bắp trên người nhanh chóng phồng lớn, bên ngoài thân sinh ra từng lớp lông màu vàng óng, cả người tăng vọt gấp 10 lần, liền hóa thành một đầu sơn nhà cử viên cao khoảng 10 trượng hai tay hắn nắm lấy hai khối ma bàn to lớn mạnh mẽ kéo một cái toàn bộ đại trận theo đó mà chấn động kịch liệt hào quang trên đó rung mạnh không thôi rồi trực tiếp mất đi khống chế bị hàn lập kéo vào trong tay tất cả đám người bày trận bị cắn trả thân hình từng người rung mạnh trong miệng phun ra máu tươi không tốt mau bỏ đi đào cơ thấy thế lớn tiếng kêu gọi mặc dù lão đã mở miệng nhắc nhở nhưng lúc này đã quá muộn ngay khi hàn lập kéo ma bàn đen trắng lực lượng khổng lồ còn kéo theo cả toàn bộ pháp trận vận chuyển, trong đó còn mang theo cả gợn sóng áp bách tất cả đám người bày trận vào trong đó, căn bản không cách nào trốn được. Chỉ thấy hai tay Hàn Lập mạnh mẽ vung lên, mà bàn to lớn trong tay liền đập xuống đầu đám người bày trận kia. Đám kim tiên trong trận thấy không thể nào tránh kịp, từng người đều lộ ra vẻ sợ hãi, vội vã thúc giục pháp bảo hộ thân, thả ra linh quang hộ thể, cố gắng vùng vẫy thoát chết. Chỉ nghe hai tiếng ầm ầm nổ mạnh truyền đến, hai đoàn hào quang nổ tung vang dội, bốn phía đại trận lập tức nổ vang không ngừng, pháp bảo linh quang nhao nhao nổ tung, huyết quang văng khắp nơi. 90 tên kim tiên vậy mà không một kẻ nào chạy thoát, tất cả đều hóa thành một bãi thịt nát, ngay cả Nguyên Anh cũng không may mắn thoát khỏi. Người muốn chết, một tiếng hét nổi giận vang lớn, cả người cận xuyên lướt thẳng lên không chung, hai tay trước người liền bấm pháp quyết, từ đó lập tức bao phủ lên một tầng ánh sáng màu xanh lam, hóa thành một đạo linh vực bao phủ cả toàn bộ khe núi lại. Một tên là hỏa chi pháp tắc, một tên là thủy chi pháp tắc ngược lại hai người các ngươi bổ sung cho nhau rất là hợp đó hàn lập cảm nhận được xung quanh đột nhiên trở nên nồng nặc hơi nước sắc mặt có chút thay đổi vừa cười vừa nói trong khi đang nói cả người hắn nhanh chóng thu nhỏ lại rất nhanh liền khôi phục lại như lúc ban đầu lúc này cận xuyên sớm đã không dám chủ quan nữa hai tay lão liền bấm pháp quyết trước người trên người lập tức nổi lên một cỗ khí thế mạnh mẽ một thân áo bảo theo gió lay động bay phất phới chương 1002, thủ khởi quyền lạc. Chỉ thấy cận xuyên mạnh mẽ vung tay áo lên, dưới ánh mặt trời chó trang trống giống xuất hiện vô số mưa bụi phất phơ xuống, trong khoảnh khắc bao trùm hàn lập ở trung tâm trong phạm vi ngàn trường. Hai mắt hàn lập ngưng tụ, liền thấy trong hạt mưa nhìn như mềm mại kia, có từng điểm quang mang tím xanh lấp lóe Có độc, trong lòng của hắn âm thầm nghĩ đến, tay vung lên một quyền, oanh kích ra ngoài. Chỉ thấy trên đầu quyền dâng trào tinh quang màu trắng, như một tầng tinh quang che chắn đẩy ngược lên, đánh đám mưa bụi đầy trời lui ra trăm trượng, biến mất trong hư không. Hàn Lập đang muốn nhảy lên truy kích, đột nhiên cảm giác dưới chân siết chặt, trong lúc nhất thời không thể động đậy. Chỉ thấy dưới chân hắn, chẳng biết lúc nào lại có một tầng nước màu xanh ngưng tụ, từng vòng từng vòng cuốn lên, quấn chặt hai chân hắn ngay tại chỗ. Trên dòng nước màu xanh kia mờ mờ sáng lên bóng sáng như phỉ thúy, bên trong mơ hồ thấy từng vòng từng vòng đường vân cổ quái như đạo văn, ẩn chứa lực lượng thủy pháp tắc không ngờ rất nồng đậm. Hàn lập nhấc hai chân lên, liền phát hiện hai chân của mình nặng nề vô cùng, giống như được sinh ra cùng với mặt đất, không thể động đậy nửa điểm. Đào lão đệ, thủy phược chi thuật của ta đã liên kết cùng mạch nước ngầm, muốn thoát ra thì phải đấu sức cùng hàng trăm hàng ngàn mạch nước ngầm, trong một khắc hắn tuyệt đối không thể nào dẫy dụa được, người nhanh ra tay. Cận xuyên còn chưa nói xong, thanh âm liền im bặt, thần sắc đắc ý trên mặt trong nháy mắt biến thành hoảng sợ. Một đạo nhân ảnh bỗng nhiên thoáng hiện trước người lão ta, chấn động thời gian pháp tắc chi lực trên người vừa mới tiêu tán, một cỗ huyết nhục chi lực tăng vọt sông đến làm người khó có thể tưởng tượng. Chỉ thấy toàn thân hàn lập sáng lên hơn 900 huyền khiếu, thiên sát chấn ngục công trong cơ thể vận chuyển toàn lực, thời điểm cánh tay đánh ra, hư không tựa như bị đánh nát, phát ra trận trận nổ đùng. Trong lòng cận xuyên hoảng hốt, không thấy có động tác gì, trước ngực liền có một mảnh sóng nước lưu chuyển. Trong hư không trực tiếp nổi lên một tầng ánh sáng màn nước màu xanh, nhộn nhạo lên trận trận gợn sóng một quyền hàn lập nện lên trên tầng ánh sáng màn nước màu xanh, liền cảm giác đầu quyền bị một cỗ lực lượng kỳ dị dẫn dắt, rõ ràng đã đánh lên đó lại có ảo giác là một quyền đánh trượt. Đúng là quyền kình không thể nào xuyên qua, không chạm đến lồng ngực cận xuyên được. Ngay lúc này, nhanh, thân sắc cận xuyên khẩn trương, hét lớn, cơ hồ ngay chữ nhanh vừa mới ra miệng, trong hư không sau lưng cách hàn lập trăm trượng, thân ảnh đào cơ lóe lên phóng tới, toàn thân quấn quanh xích diễm, hai tay kết ấn trước người, quát lớn một tiếng đi theo một tiếng nổ đùng vang lên chín đạo hoa văn trên thanh phi kiếm màu vàng óng đều sáng lên ngoại trừ bảy tầng thải diễm bao phủ bên ngoài thân kiếm lúc trước mặt ngoài lại thêm hai tầng quang diễm một đen một trắng chỉ thêm hai tầng hỏa diễm này khí thức trên phi kiếm vậy mà tăng vọt gấp mấy lần đơn giản có thể so với ngũ phẩm tiên khí phi kiếm nổ bắn tới cơ hồ trong chớp mắt đã đến sau lưng hàn lập cơ hồ ngay lúc đó sau lưng hàn lập phun ra kim quang một vầng bảo luân màu vàng nổi lên xoay tròn không thôi phía trên tỏa ra tia sáng màu vàng, bao phủ bốn phương tám hướng. Thanh phi kiếm sáng rực hỏa diễm kia vừa mới tiến vào phạm vi tia sáng, tốc độ lập tức giảm mạnh, cơ hồ ngưng trệ giữa không trung. Phi kiếm run rẩy dữ dội không thôi, mặt ngoài ngọn lửa chín màu tuôn ra, không ngừng thiêu đốt tia sáng màu vàng xung quanh nhưng cũng chỉ có thể làm cho khí thế thân kiếm xông tới trước không giảm, còn thủy trung vẫn không thể thoát khỏi kim quang trói buộc. Vốn tưởng rằng có thể một kích đắc thủ, đào cơ mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin, cứ thế ngây người tại chỗ, mà cận xuyên ở khoảng cách gần hơn trơ mắt nhìn một màn này ngay cả thần thức cũng hơi ngưng lại xem ra các người thật không bày ra được thêm trò gì quả thực làm ta thất vọng a à. hàn lập thở dài chân linh huyết mạch trong cơ thể đồng thời vận chuyển chỉ thấy trên thân hắn hiện ra quang mang huyết hồng thân hình bỗng nhiên tăng vọt lên trong nháy mắt hóa thành hình dạng ba đầu sáu tay trên cổ hắn có ba cái đầu một cái hình kim viên trợn mắt một cái giống như chân long uy nghiêm một cái khác là cự cầm mắt vàng chính là hắn đang thi triển thiên sát chấn ngục công, kết hợp chân linh huyết mạch, hiển hóa ra hình tượng ba đầu sáu tay. Sau khi biến thân, một nắm đấm của Hàn Lập vẫn đang bị màn nước phong tỏa, dưới xương sườn hắn tức thì mọc ra một đại thủ vuốt rồng đầy kim lân thỏ nhanh ra, đâm xuyên qua tầng màn nước cổ quái kia, trực tiếp chọc vào lồng ngực cận xuyên, móc lấy trái tim lão ra ngoài. Hàn Lập cũng không thèm nhìn trái tim huyết hồng đang nhảy loạn bình bịch kia, năm ngón tay mạnh mẽ khép lại, bóp nát nó. Trong miệng cận xuyên cuồng phun máu tươi, thần hồn trốn ở trong đan điền run lẩy bẩy, còn chưa kịp chạy trốn, đã lại bị một quyền hàn lập đánh tan thành mảnh vụn, cùng cả đan điền. Cùng lúc đó, thân hình hàn lập xoay một cái, hai bàn tay to phía dưới hai cạnh sườn bỗng nhiên thò ra, một phát túm chặt được thanh phi kiếm màu vàng óng một mực muốn đột phá tia sáng chân ngôn bảo luân kia. Một cỗ lực lượng nóng rực không gì sánh được xuyên thấu qua hai tay truyền vào thể nội, hàn lập liền cảm thấy thể nội bị thiêu đốt một trận, phảng phất ngay cả huyết dịch cũng muốn sôi trào lên, cảm giác vài phần tương tự với lúc chân linh huyết mạch phản phệ. Hàn lập cười lạnh một tiếng, lơ đánh, trên hai bàn tay to dày đặc phải mịn, năm ngón tay như móc câu đồng dạng kẹp chặt thân kiếm, chịu đựng hỏa diếm cuồn cuộn không ngừng xâm nhập, hai tay bỗng nhiên phát lực vặn một cái. Phi kiếm kịch liệt giấy ruộng, muốn thoát từ trên tay hắn ra nhưng căn bản chỉ phí công. Ba loại chân linh huyết mạch sơn nhà cử viên, chân long và côn bằng dưới sự thôi động của thiên sát chấn ngục công, sức mạnh bùng lên căn bản không phải một thanh ngũ lục phẩm tiên kiếm có khả năng chống lại theo một trận thanh âm kim loại ma sát vang lên hỏa diễm quấn quanh phi kiếm dần dần vặn vẹo biến hình rốt cuộc phát ra một tiếng nổ đùng trực tiếp biến thành mảnh vỡ hỏa diễm bao quanh bay vụt sóng nhiệt sáng rực quay cuồng trên đại thủ côn bằng do hàn lập biến thành cháy đen một mảnh tràn ngập một mùi thịt khét chỉ thấy hắn tiện tay ném đi huyết quang trên thân thu vào khôi phục hình người mỉm cười nhìn về phía đào cơ xa xa Tại thời điểm phi kiếm vỡ nát, miệng đào cơ phun máu tươi, trong nháy mắt quay người chạy trốn như bay. Trên thân gã dâng trào xích diễm, sau lưng kéo theo một đạo hỏa tuyến thật dài, giống như một mũi phi tiến hỏa diễm, bắn nhanh về phía xa. Nhưng mà, thời gian linh vực của Hàn Lập đã sớm bao phủ phương viên trăm dặm, lão và Hàn Lập cách nhau không hơn trăm trượng, lão ta đồng dạng bị kim quang chân ngôn bảo luân trói buộc, dù cho vận dụng một loại bí thuật có thể tạm thời tránh thoát, hành động cũng không nhanh hơn được bao nhiêu. Bây giờ muốn đi, đã chậm rồi." Hàn Lập vừa dứt lời, thu hồi Bảo Luân vào thể nội, trong nháy mắt nghịch chuyển. Cùng lúc đó, hắn bỗng nhiên nhấc mạnh chân lên, trùng điệp đạp xuống, thân hình lập tức nổ bắn lên, ở trên không trung điện quang màu bạc cuốn một cái, trong nháy mắt nổ bắn ra, không còn thấy bóng dáng. Đào Cơ phát sát thân ảnh Hàn Lập biến mất trong nháy mắt, thần thức vậy mà không thể nào xác định chính xác vị trí của hắn, thân sắc đại biến, trong lòng kinh hãi đến đỉnh điểm. Sốt cuộc lão bất chấp mọi thứ, hai tay vừa bấm pháp quyết vận dụng nhiên huyết bí thuật, tốc độ tăng vọt gấp đôi, trốn đi thật xa. Đào trưởng lão, sao lại muốn đi rồi, chẳng phải vừa rồi còn muốn làm cho hàn mỗ thần hồn câu diệt sao? Đúng lúc này, bên người lão cách đó không xa, một đạo điện quang thoáng hiện, truyền đến thanh âm hàn lập. Đào cơ hoảng sợ, nào dám trả lời, một mực toàn lực chạy trốn. Hàn lập lại tựa như cố ý trêu đùa lão, từ đầu đến cuối theo sát làm bạn với lão, cũng không vội xuất thủ, lại nói lúc trước nếu không phải đào vũ ra tay lúc ta mới tới tiên giới cơ hồ đẩy ta vào tử cảnh phụ tử các ngươi nào có họa ngày hôm nay muốn trách thì trách người dạy hắn không được tốt ra à. hai mắt đào cơ đỏ hồng nhiên huyết bí thuật đã thúc giục đến cực hạn nhưng vẫn không thể thoát khỏi bất quá hàn mỗ coi như nhân nghĩa không có đam mê luyện thần hồn làm đèn như đào trưởng lão chỉ là mang theo thần hồn đào vũ ở bên người để thưởng thức nếu sau này đào trưởng lão có thể gặp được hắn thì tốt rồi hàn lập tiếp tục nói cầu tặc người chớ ép người quá đáng. Đào cơ rốt cuộc không thể chịu đựng được, không chạy trốn nữa, thân hình ngừng lại. Lão vừa dứt lời, ánh lửa trên thân bỗng nhiên đại thịnh, hỏa diễm linh vực bao phủ tứ phương, rồi nhanh chóng co lại trong phạm vi trăm trượng. Ở trong có từng đoàn từng đoàn hỏa vân màu đỏ trôi nổi trên không, bên trong nhiệt độ tăng cao kịch liệt. Cùng lúc đó, vị trí đan điền của lão lộ ra một khối hồng mang, ra bên ngoài thân lão hiện ra đạo đạo vết nứt giống như nham thạch, một cỗ khí tức vô hình co vào đến cực hạn, rốt cuộc bộc phát ra ầm một tiếng nổ vang động trời truyền đến sóng khí cuồng bạo cuốn theo từng sợi khí lãng lực lượng pháp tác hỏa thuộc tính quét về bốn phương tám hướng sóng lửa cuồng bạo cuồn cuộn trong nháy mắt trùng kích ra làm hư không bốn phía bị đốt đến vặn vẹo biến hình hàn lập đã sớm phát giác ra chuyện này thân hình đã lùi ra xa bất quá thời điểm tránh lui ánh mắt của hắn lại nhìn chằm chằm vào trung tâm vụ nổ trong mắt lóe ra ưu tử quang mang hư chút tài mọn nhìn một lát hàn lập không khỏi cười lạnh một tiếng Vừa nói, thân hình hắn lần nữa nổ bắn ra, lại hướng vào trung tâm vụ nổ. Trong hư không sóng khí nóng cuồn cuộn, Hàn Lập phi thân qua, lại phát hiện lực lượng pháp tắc ẩn chứa trong đó 10 phần yếu ớt, không giống uy lực thời điểm chân chính tự bạo. Ánh mắt hắn ngưng tụ, liền thấy trong ngọn lửa đầy trời, có mấy trăm đoàn hỏa diễm lớn chừng quả đấm, không giống hỏa đoàn bình thường tứ tán, mà là mau chóng bay về một hướng, tiếp xúc với nhau liền dung hợp lại. Hàn Lập khẽ nhếch miệng cười, vung tay lên phía trước, trong hư không khuấy lên một cơn chấn động, 18 đạo lưu quang màu xanh bắn ra, hóa thành 18 thanh phi kiếm bắn thẳng đến. Ầm ầm, một mảnh lôi quang màu vàng nhao nhao nổ tung, hóa thành lưới điện màu vàng đầy trời, bao phủ tất cả hỏa đoàn vào trong đó, nổ tung thành vô số mảnh vụn hỏa diễm, rơi xuống tứ tán. Hàn Lập thấy thế, lúc này cổ tay vẫy một cái, thu tất cả phi kiếm trở về. Trên một thanh phi kiếm trong đó có một đạo lục quang màu xanh biếc lấp lóe, đúng là có một chiếc nhẫn chữ vật treo trên đó muốn giả chết chạy trốn, tốt hơn nên dứt khoát vứt bỏ pháp khí chữ vật, ngay cả chuyện này không nỡ, xem như không quyết đoán. Hàn lập nắm nhẫn chữ vật trong tay, vừa cười vừa nói. Nói xong, hắn thu hồi nhẫn chữ vật, quay người phi độn trở về, đi đến khe núi màu xanh bên kia thu dọn chiến trường. Thật lâu về sau, trên tán cây một gốc cổ thụ trong rừng núi có một đốm lửa nhỏ sáng lên, theo gió phiêu diêu, bay về phía xa biến mất cuối chân trời. Trường 1003, Tinh Hạt Tạo Hóa trong một đại điện u ám ở Kim Nguyên Tiên Cung, trong điện tối mờ, lộ ra một chút ánh sáng màu đỏ, nhìn kỹ thì thấy mặt đất và bốn phía vách tường đều khắc rõ từng đạo hoa văn huyết sắc, tạo thành một pháp trận khổng lồ. Pháp trận hoa văn này sáng tối chập chờn, bên trong trận lộ ra từng tia khí thức âm lãnh nhẹ nhẹ, lượn lờ xung quanh, xuyên thấu lòng người. Trung tâm pháp trận có một cột đá màu đen, phía trên phân ra bảy nhánh, trên đỉnh mỗi nhánh đều đặt một ngọn đèn phong cách cổ xưa, cháy lên ngọn lửa âm u màu xanh. Bảy ngọn lửa âm u màu xanh ở trong điện đang lập lòe, không có cảm giác tỏa sáng, ngược lại tỏa ra âm khí nồng đậm. Bỗng nhiên, bảy ngọn lửa đèn màu xanh lục này cháy lên mãnh liệt, tỏa ra từng đốm lửa lớn cỡ nắm tay sau đó rời khỏi ngọn đèn, bay lơ lửng giữa không trung. Trong hư không hiện ra từng đạo trận văn màu xanh lá, liên kết với bảy đốm lửa kia, nhanh chóng tạo thành một cái thất tinh pháp trận. Bên trong pháp trận lóe lên hắc quang, hiện ra một đạo tàn hồn, ngưng tụ thành một khuôn mặt mơ hồ, chính là Đào Cơ may mà ta đã chuẩn bị cái thất tinh đăng này làm hậu thủ, nếu không lần này đã chết thật rồi. Đào cơ thì thảo nói, ánh mắt hiện ra vẻ oán độc, giống như muốn ăn tươi nuốt sống người khác. Hàn lập, người giết con yêu của ta, lại hủy tu vi của ta, thù này không đội trời chung, người không chết, chính là ta vong. Mặc dù ta không giết được ngươi nhưng ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào mượn tay người khác hủy diệt ngươi. Phật kia, ta không lấy cũng được, mặt mũi tàn hồn đào cơ tràn đầy dữ tợn, sau đó hướng về phía dưới thất tinh pháp trận há miệng hút một cái bảy đốm lửa xanh lục trong pháp trận bay đến chui vào trong miệng tàn hồn gã nhanh chóng trở nên ngưng thực cùng lúc đó sắc một tiếng đế cột đá màu đen nứt ra một cửa hang lớn cỡ một xích một phù lục hình người từ bên trong bắn ra cùng tàn hồn hòa làm một thể hắc quang sáng ngời lên một bóng người màu đen lăng không xuất hiện cả người từ trên xuống dưới phảng phất như dùng chất lỏng màu đen ngưng tụ mà thành chính là đào cơ gã hoạt động chân tay một chút gật đầu hài lòng, sau đó bay ra phía bên ngoài. Chưa tới nửa giờ sau, đào cơ đến trước mặt một tòa cung điện màu vàng. Đào trưởng lão, hai bên cổng vào cung điện đều có một tên người hầu, nhìn thấy bộ dạng đào cơ lúc này, trong mắt hai người đều hiện lên vẻ kinh ngạc, cung kính hành lễ nói: "Ta có chuyện quan trọng muốn cầu kiến cung chủ, mau đi thông báo giúp ta." Đào cơ làm ra bộ dạng có việc rất cấp thiết quan trọng nói: "Vâng, đào trưởng lão chờ một lát." Hai người hầu nhìn thấy thần sắc đào cơ như vậy, lập tức nói ra, đang muốn tiến vào bẩm báo. Không cần, để đào trưởng lão vào đi. Một thanh âm uy nghiêm từ bên trong truyền ra. Đào cơ đẩy cửa điện ra, bước nhanh vào, xuyên qua sảnh lớn cùng một hành lang dài mấy trăm trượng bên trong, tới trước một hoa viên to lớn. Trong hoa viên trồng đầy các loại hoa cỏ và cây cối, đủ mọi màu sắc, thi nhau đua nở, hương thơm lạ lùng sộp vào mũi, phảng phất như đang ở trong biển hoa. Trong hoa viên có một lương đình màu trắng để nghỉ ngơi, một bóng người áo trắng chắp tay đứng đó, tựa hồ đang trong lương đình thưởng thức, ngắm nhìn một gốc hoa thụ màu đỏ nhạt bên ngoài. Bái kiến cung chủ, đào cơ tiến về phía trước hai bước, cung kính hành lễ. Có chuyện gì, tại sao lại dùng thiên ảnh phù cách không ngưng hình đến cầu kiến? Bóng người áo trắng xoay người lại, hiện ra một người nam tử trung niên. Dung mạo người này không có gì xuất sắc, tóc mai hơi hoa dâm, mang theo vài phần cảm giác tang thương, chỉ có đôi tròng mắt cực kỳ thâm thúy, phảng phất nhìn thấu hết thế gian vạn tượng, khiến cho người ta có cảm giác rất đôn hậu khởi bẩm cung chủ, không phải là thuộc hạ cách không ngưng hình, mà là bị người phá hủy nhục thân, may mà ta sớm thiết lập cấm chế thất tinh đăng, bảo lưu lại một sợi tàn hồn, bất đắc dĩ đành phải sử dụng thiên ảnh phù ngưng hình đến đây cầu kiến cung chủ. Đào cơ buồn bã nói ra, thần sắc rất bi thương. Cái gì, nhục thân người bị người phá hủy, là người phương nào làm, nam tử áo trắng nghe xong, nhướng mày, trầm giọng hỏi. Hắn là kẻ bị thiên đình truy nã trên chu tiên bảng, tên là Hàn Lập, xưa nay dùng tên giả là Lệ Phi Vũ. Đào cơ nghiến răng nghiến lợi nói, Hàn Lập, Lệ Phi Vũ, ta nhớ ra người này rồi, bởi vì tu luyện luyện thần thuật, lại tham dự vào việc mưu hại vị tiên quan có chức vị quan trọng ở thiên đình nên bị truy nã. Con của ngươi là Đào Vũ cũng bị kẻ này giết hại, đã treo giải thưởng 5.000 tiên nguyên thạch cho ai bắt được, bây giờ hắn đã xuất hiện tại Kim Nguyên Tiên vực rồi. Ngươi cùng hắn có mối thủ giết con, đến đuổi bắt là chuyện đương nhiên. Bất quá căn cứ tư liệu mà Thiên Đình thu thập được thì người này chỉ có tu vi chân tiên, coi như những năm này tu vi có chút tiến bộ, giỏi lắm cũng chỉ có thể tiến giai đến kim tiên cảnh, làm sao ngươi lại bại dưới tay hắn? Nam tử áo trắng nắm tư liệu về Hàn Lập thuộc như lòng bàn tay nói một lượt, giọng nói như rót vào tai người nghe, làm cho người ta có cảm giác không gì không biết, không gì không hiểu. Căn cứ vào tư liệu ghi chép thì đúng là như vậy nhưng tu vi người này bây giờ rất cao, đã đạt đến thái ất cảnh, mà thân thể chi lực cũng cực kỳ mạnh mẽ ít nhất đã đạt đến cấp độ thái ất huyền tiên. Ta và cận xuyên đạo hiếu, còn thêm gần 100 tu sĩ kim tiên hợp lực bày ra lưỡng nghi âm dương trận nhưng lại bị hắn phá nát dễ dàng. Trừ ta ra, tất cả những người khác đều chết dưới tay hắn. Đào cơ trầm giọng nói ra, cái gì, pháp thể song tu, cùng đạt đến thái ất. Điều đó không có khả năng, khuôn mặt nam tử áo trắng biến sắc nói, thuộc hạ không dám lừa gạt chút nào, tất cả chuyện này đều là sự thật, đây là thiên hồn châu thuộc hạ dùng để ghi lại cảnh chiến đấu vừa rồi. Mời cung chủ xem, đào cơ há mồm phun ra một hạt châu óng ánh lớn chừng ngón cái, bay tới trước người nam tử áo trắng. Nam tử áo trắng bấm niệm pháp quyết trong tay, điểm phía trên hạt tinh châu. Tinh châu liền tỏa ra quang mang sáng tỏ, ghi chép cận kẽ quá trình chiến đấu, nhìn qua một cái là biết ngay tu vi cảnh giới của Hàn Lập. Người này xác thực tu vi đã đạt đến thái ất cảnh nhưng lúc người này bị liệt danh trên chu tiên bảng từ đó đến nay mới có 2.000 đến 3.000 năm, nam tử áo trắng mặt mũi kinh ngạc thì thào nói ra nếu là như vậy cách giải thích duy nhất là năm đó người này che giấu tu vi không phải là một tên tu sĩ chân tiên khó trách con ta lúc ấy đã đạt tới kim tiên vẫn chết trong tay hắn đào cơ phẫn hận nói không đâu trước khi thiên bình liệt danh người nào lên chu tiên bảng đều kiểm tra kỹ càng các loại tư liệu về đối phương tu vi cảnh giới càng là yếu tố quan trọng nhất tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm nam tử áo trắng lắc đầu chậm rãi nói nếu như tư liệu năm đó chính xác chẳng lẽ người này chỉ dùng từ 2.000 đến 3.000 năm liền từ chân tiên cảnh tăng lên tới thái ất cảnh, nhục thân cũng đồng thời đạt đến cấp độ đó. Điều này không có khả năng, cho dù người này thiên tư tuyệt đỉnh, phía sau có thế lực lớn hỗ trợ, tu vi cũng không thể tăng lên nhanh như vậy được, trừ phi hắn có bảo vật nghịch thiên có thể rút ngắn thời gian tu luyện. Ồ, đào cơ vừa nói xong, đột nhiên ánh mắt dừng lại, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Đào trưởng lão nhớ ra cái gì đó, nam tử áo trắng đang trầm ngâm suy nghĩ việc này, bị thanh âm kinh nghi của đào cơ đánh thức, trong lòng có chút bất mãn, nhíu mày nói ra. Cung chủ minh giám, ta xác thực nhớ tới một chuyện, chuyện này có liên quan với Vũ Nhi nhà ta. Đào cơ nói ra, đào Vũ, đến cùng sự tình gì? Nam tử áo trắng nói ra, con thuộc hạ năm đó kết thù cùng lệ phi vũ ở Bắc Hàn Tiên Vực, nó đã từng truyền về một chút chuyện liên quan tới người này. Thuộc hạ nhớ được trong đó có một chuyện liên quan tới tin tức bảo vật thời gian pháp tắc. Lúc trước thuộc hạ vì đau xót cái chết của con nên không để ý chuyện này, chắc hẳn là có liên quan với chuyện tu vi kẻ này đột nhiên tăng mạnh. Đào cơ nói ra, là tin tức gì, nam tử áo trắng nghe vậy, tinh thần chấn động, thời gian lâu lắm rồi, thuộc hạ cũng không nhớ rõ ràng, bất quá những tài liệu này thuộc hạ vẫn còn giữ, để thuộc hạ cho người mang những tài liệu này tới, kiểm tra một chút là biết ngay. Đào cơ nói xong vội lấy ra một khối trận bàn đưa tin, nói nhỏ hai câu. Sau một lát, một thanh niên nam tử mặc kim bào từ bên ngoài bay tới, quỳ xuống trước mặt hai người. Tham kiến cung chủ, đào bá phụ, không cần đa lễ, người đã mang đến vật mà ta cần chưa? Đào cơ nói ra, tư liệu liên quan tới đường ca đào vũ đều ở nơi này. Thanh niên mặc kim bào lấy ra một sấp tư liệu bằng ngọc giản, đặt ở trên bàn đá trong tiểu đình. Nam tử áo trắng không để ý đến thanh niên mặc kim bào kia, cầm lấy một miếng ngọc giản dò xét. Được rồi, người đi xuống đi. Đào cơ khoát tay, để thanh niên mặc kim bào lui ra chính mình cũng cầm lấy một khối ngọc giản khác dò xét lấy thần thông hai người rất nhanh chóng tra xét được hơn phân nửa những ngọc giản này a à, nam tử áo trắng nhìn một khối ngọc giản màu trắng trong tay trên mặt ẩn hiện vẻ kích động ánh mắt chấp động kịch liệt tựa hồ hết sức kích động cung chủ người đã tìm được đào cơ hỏi nam tử áo trắng lườm đào cơ một chút rồi đưa ngọc giản cho gã đào cơ tiếp nhận ngọc giản thần thức chui vào trong đó bên trong ghi chép một tin tức đào vũ truyền về, mơ hồ đề cập việc y đang điều tra người nào đó, trên người đối phương có một loại bảo vật tinh hạt ẩn chứa thời gian pháp tắc. Đúng, chính là cái này, tinh hạt thời gian pháp tắc. Cung chủ người cảm thấy vật này có quan hệ cùng với chuyện tu vi của lệ phi vũ kia tăng lên thần tốc. Đào cơ vội hỏi, đúng là có liên quan tới lệ phi vũ kia, lập tức truyền lệnh trong quan, phát hiện ra manh mối của tinh hạt tạo hóa. Nam tử áo trắng kích động nói, lập tức đi nhanh tới chỗ sâu trong vườn hoa. Cái gì, tinh hạt này chính là tinh hạt tạo hóa. Đào cơ nghe vậy giật mình, cất bước đuổi theo, trong miệng thất thanh nói. Mặc dù không nắm chắc 10 phần nhưng có thể có tới 7-8 phần, theo tư liệu ghi chép trong quan, tinh hạt tạo hóa có hiệu quả gia tăng tốc độ tu luyện pháp tắc, sử dụng thỏa đáng còn có thể dùng để thúc linh thảo sinh trưởng chính là bảo vật đệ nhất đẳng để tăng tốc tu luyện. Lệ phi vũ kia tu luyện với tốc độ nhanh như vậy, trên người lại có thời gian pháp tắc tinh hạt, thế gian nào có nhiều sự tình trùng hợp như vậy, tinh hạt kia 89 phần 10 chính là tinh hạt tạo hóa. Nam tử áo trắng nhanh chóng nói ra, thì ra là thế, việc này xác thực có nhiều khả năng. Ai, đều do thuộc hạ trước kia quá mức sợ ý, không suy nghĩ sâu xa việc này, làm bỏ lỡ rất nhiều cơ hội bắt hắn, may mà cung chủ ngài nhanh trí đã nhận ra lai lịch tinh hạt kia. Đào cơ gật đầu, lập tức ảo não nói, nam tử áo trắng nghe vậy dừng bước lại, quay người nhìn về phía đào cơ, ánh mắt thâm thúy. Cung chủ, Đào Cơ thấy vậy cũng dừng bước lại, lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. "Đào trưởng lão, sự tình tinh hạt kia, trước đó có thật là ngươi không phát hiện ra, hay là ngươi cố ý giấu giếm sự tình, âm mưu chiếm món bảo vật kia làm của riêng? Chẳng qua thực lực đối phương quá mạnh, ngươi không cách nào đắc thủ, lúc này mới làm rõ chuyện này." Hai mắt nam tử áo trắng sáng rực bạch quang, hóa thành hai đạo ánh đao màu trắng, nhìn chằm chằm Đào Cơ. Một cỗ khí tức khổng lồ từ trên thân y bộc phát, ép trên người Đào Cơ cung chủ minh giám món bảo vật kia liên quan đến hương suy của cửu nguyên quan ta cho dù thuộc hạ có một vạn cái lá gan tuyệt đối không dám có suy nghĩ đó thật sự vừa mới phát giác việc này đào cơ sắc mặt đại biến bịch một tiếng ngã quỵ trên đất run rẩy nói nam tử áo trắng không để ý chút nào tới đào cơ bạch quang trong mắt đại thịnh áp lực trên thân tỏa ra càng ngày càng lớn đào cơ toàn thân run rẩy không ngừng cuống quýt dập đầu không thôi hừ mặc kệ ngươi nói thật hay giả Lần này có thể tra được manh mối tinh hạt tạo hóa cũng là có chút công lao của ngươi. Hiện tại ngươi đi xuống đi, sau đó tiên cung sẽ cho ngươi lựa chọn một bộ thân thể thích hợp để ngươi đoạt xá trùng sinh. Bạch quang trong mắt nam tử áo trắng tản đi, nhanh chóng tiêu tán, trong miệng Tử Tốn nói. Đa Tạ cung chủ, áp lực trên thân Đào Cơ đột nhiên biến mất, miệng thở hỗn hển, không ngừng nói lời cảm tạ. Nam tử áo trắng hừ lạnh một tiếng, thân hình nhoáng một cái, biến mất trong hư không. Đào Cơ thấy vậy, sắc mặt buông lỏng, chậm rãi đứng lên, xoa xoa cái chán không chảy nổi mồ hôi, đi ra phía bên ngoài. Sâu trong ánh mắt gã hiện lên một tia cười hiểm độc khi đạt được âm mưu, rồi lập tức biến mất không còn tâm tích. Chương 1004, vùng đất hỗn loạn. Một lát sau, thân ảnh nam tử áo trắng mà Đào Cơ gọi là công chủ, xuất hiện ở một chỗ sâu trong tòa đại điện của Kim Nguyên Tiên Cung. Trong điện lơ lửng một vòng tròn màu vàng lớn cỡ một xích, tỏa ra kim quang sáng ngời, hình thành một cái pháp trận đưa tin phức tạp, y lấy ra một khối lệnh bài màu tím, một mặt khác ba chữ nhỏ màu vàng cửu nguyên quan, mặt kia lại khắc một bộ đồ án sơn hà với khí thế bàng bạc. Nam tử áo trắng đang định đặt lệnh bài vào pháp trận đưa tin, bất chợt ánh mắt lóe lên, dừng động tác lại. Y trầm ngâm một lát, thu lệnh bài lại, xoay người đi đến một gian bên ngoài của tòa đại điện. Người đâu, nam tử áo trắng ngồi vào ghế chủ tỏa trên đại điện, cất giọng ra lệnh. Y vừa dứt lời, hư không phía trước ba động, đột nhiên xuất hiện hai bóng người. Một người là lão giả tóc xám có đôi mắt nhỏ đảo liên hồi, cái mũi dài gần gấp đôi so với người bình thường, trên miệng bộ ria mép mỏng vàng, nhìn lão ta y như một con chuột lớn thành tinh. Tên còn lại là một đại hán vạm vỡ, trên người mặc hắc bào, hai tay ôm ngực, lưng đeo một thanh quỷ đầu chiến đao màu đen, vẻ mặt lạnh lùng. Cung chủ, ngài có chuyện gì phân phó? Hai người chắp tay thi lễ với nam tử áo trắng một cái, đồng thời mở miệng nói ra. Thanh âm lão giả tóc xám lanh lảnh, giống như tiếng chuột đồng kêu, còn đại hàn áo bảo màu đen thì thanh âm khàn khàn giống như cương châm, nghe rất chói tai. Lữ Vân, người đi Bắc Hàn Tiên vực một chuyến, điều tra lai lịch của tên Hàn Lập kia từ lúc hắn mới phi thăng chân tiên giới tới khi mất tích, không được bỏ sót bất kỳ chi tiết nhỏ nào. Nam tử áo trắng phân phó nói, vâng, lão giả áo xám gật đầu nói, hắc đao, người đi thiên tùng quan truy tìm tung tích của Hàn Lập, nhất định phải tìm được người này nhưng không được đánh rắn động cỏ. Nam tử áo trắng nói với đại hàn áo đen, rõ, Đại hàn áo đen cũng lập tức gật đầu, đi đi, nam tử áo trắng phất tay một cái, thân ảnh hai người đồng thời biến mất. Nam tử áo trắng nhắm mắt lại, tựa lưng vào ghế, khóe miệng lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Trong lúc này, hàn lập đang ngồi trên một chiếc phi sa màu xanh ra trời, hóa thành một đạo cầu vồng màu lam phi độn về phía trước. Cái phi sa này hắn tìm được trong túi chữ vật của chiếu cốt chân nhân, xét về phẩm chất không kém so với bích ngọc phi sa trước kia của hắn. Hiện tại, hắn đang khoanh chân ngồi trong phi sa vừa điều khiển phi xa tiến lên, đồng thời vung tay lên, trong tay áo bay ra hơn 100 pháp khí chữ vật, chính là lấy được từ trên thân bọn người đào cơ. Hàn lập cầm pháp khí chữ vật của đào cơ, thần thức chui vào trong đó, sau một lát trong tay lóe lên kim quang, hiện ra một khối lệnh bài màu vàng, một mặt điêu khắc đồ án hình rồng, mặt khác viết hai chữ đào cơ, dưới đáy lệnh bài thì viết bốn chữ nhỏ kim nguyên tiên cung. Hắn nhìn lệnh bài này, nhíu mày một chút, hắn và thiên đình dây dưa ân oán nhiều năm như vậy, đã biết sơ lược về các tiên cung cũng nhận biết rất rõ ràng các lệnh bài thân phận của tiên cung tấm lệnh bài này chính là lệnh bài trưởng lão của kim nguyên tiên cung hắn thu hồi lệnh bài sau đó lại xem xét pháp khí chữ vật của cận xuyên kia nhanh chóng xác định được thân phận người này gã là trưởng lão của thiên thủy tông một đại tông môn ở kim nguyên tiên vực còn đám kim tiên kia một nửa là thuộc hạ dưới trướng kim nguyên tiên cung nửa còn lại là người của thiên thủy tông tu vi những người này trong tông môn không thấp thậm chí tại tiên cung đều là những người có thân phận nhất định nhưng đối với hàn lập bây giờ đồ vật trong pháp khí của những tu sĩ kim tiên cảnh này ngoại trừ số lượng tiên nguyên thạch không ít ra phần lớn không có cái nào lọt vào mắt của hắn cả hắn phân loại sơ qua đống đồ này dự định ngày sau tìm cơ hội đổi những tài liệu đan dược tiên khí kia thành tiên nguyên thạch như vậy sẽ có số lượng tiên nguyên thạch rất lớn đủ cho một tu sĩ thái ất cảnh bế quan ít nhất trăm vạn năm hàn lập vừa sắp xếp đồ đạc vừa suy nghĩ những chuyện sắp tới tạm thời chưa bàn đến thiên thủy tông kia, nhưng kim nguyên tiên vực là một trong các đại vực của thiên đình, tối thiểu cũng phải có tu sĩ đại la cảnh tỏa chấn, không thể so sánh với bắc hàn tiên vực lúc mình mới phi thăng lên chân tiên giới được. Lần này chính mình đánh chết một tên trưởng lão của đối phương, còn một hơi giết nhiều kim tiên của đối phương như vậy, mặc dù không có ai sống sót tại hiện trường, nhưng có trời mới biết đối phương có thủ đoạn gì có thể tìm được mình hay không. Chẳng qua bởi vì cái gọi là trái đa bất áp thân, người của thiên đình giết thì cũng đã giết, dù sao thân phận của mình đã bại lộ cũng đã bị đối phương truy nã đối phương sẽ không vì mình giết ít đi một trưởng lão mà buông tha cho nếu vậy đã không làm thì thôi mà đã làm thì làm cho xong tới một người giết một người tới hai người giết hai người tu vi và nhục thân của mình bây giờ đã tăng tiến mạnh không còn là một tên chân tiên nho nhỏ mới phi thăng tiên giới năm đó nữa cho dù có tu sĩ đại la cảnh tới chính mình cho dù đánh không lại nhưng muốn thoát thân thì vẫn nắm chắc vài phần nhưng phía sau Kim Nguyên Tiên Cung là tổ chức khổng lồ thiên đình, có đạo tổ tỏa chấn, mặc dù trước đây bản thân mình gây ra động tính khá lớn nhưng chưa chắc đã gây chú ý đến cấp bậc đạo tổ, còn sau này thì chưa hẳn. Mặc dù hắn rất tự tin với thực lực của bản thân nhưng chưa tự đại đến mức có thể chống lại toàn bộ thiên đình. Xem ra chuyện đã đến nước này, cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể kiếm một chỗ nào đó ẩn nấp tung tích trước. Hàn lập lập tức lấy ra mấy quyển điển tịch thật dày, nhanh chóng đọc qua. Mấy bản điển tịch này hắn tìm được trong pháp khí chữ vật trên người bọn đào cơ, có liên quan tới kim nguyên tiên vực. Điển tịch bọn người đào cơ mang theo bên người tất nhiên đều là tinh phẩm, ghi chép cặn kẽ địa hình, địa mạo, nhân văn, địa lý. Ở kim nguyên tiên vực, hàn lập nhất tâm đa dụng, xem cùng lúc vài quyển điển tịch, với trí nhớ của hắn bây giờ, chỉ qua một lát đã xem hết toàn bộ. Ánh mắt của hắn chấp động một lát, sau đó bấm niệm pháp quyết. Ánh sáng màu làm trên phi xa lóe lên, lập tức thay đổi phương hướng, lao vùn vụt về phía trước. Nhoáng một cái hơn 10 năm trôi qua, một nơi nào đó tại Kim Nguyên Tiên Vực, một đạo sao băng màu lam lướt qua bầu trời, từ từ dừng lại tại nơi nào đó, hiện ra một chiếc phi xa màu lam. Phía trước phi xa là một dãy núi màu vàng to lớn, thế núi cao thẳng tắp, vươn tận mây xanh, hơn nữa dãy núi còn kéo dài ra hai bên tới hết tầm nhìn, phảng phất như một cái dãy trời màu vàng vô cùng vĩ đại, vắt ngang ở phía trước. Sương mù màu vàng nồng đậm bao phủ hết dãy núi, khiến cho ngọn núi bên trong như ẩn như hiện làm cho người ta có cảm giác rất thần bí cuối cùng đã tới hàn lập đứng trên phi xa nhìn dãy núi trước mặt thần sắc buông lỏng nói bên cạnh hàn lập có thêm một thiếu nữ áo bảo màu đen nữa chính là đề hồn vừa mới tỉnh lại sắc mặt nàng còn có chút tái nhợt nhìn dãy núi to lớn phía trước trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện lên vẻ kinh ngạc dãy núi này tên là kim nguyên sơn mạch chính là một trong những dãy núi lớn nhất ở kim nguyên tiên vực địa hình và mặt biển ở kim nguyên tiên vực rất khác biệt với bắc hàn tiên vực về độ phức tạp ở đây chỉ có một mảng đại lục vô cùng to lớn dãy kim nguyên sơn mạch này kéo dài từ đông đến tây cơ hồ chắn ngang gần phân nửa đại lục nếu bàn về diện tích thì chắc chắn kim nguyên sơn mạch này là dãy núi lớn nhất mà hàn lập từng thấy kim nguyên sơn mạch không chỉ rộng lớn mà còn có rất nhiều tài nguyên và nguy hiểm cùng tồn tại tiên vực ở đây tên là kim nguyên tiên vực tên như ý nghĩa mảnh tiên vực này có nguyên khí kim thuộc tính rất nồng đậm mà Kim Nguyên Sơn mạch chính là nơi tụ tập tất cả linh mạch kim thuộc tính của toàn bộ Kim Nguyên Tiên vực. Bên trong dãy núi, nguyên khí kim thuộc tính cực kỳ nồng đậm, sản sinh ra vô số tài nguyên kim thuộc tính, cơ hồ toàn bộ tu sĩ Kim Nguyên Tiên vực đều tới nơi này tầm bảo. Chỉ bất quá bởi vì nguyên khí kim thuộc tính trong Kim Nguyên Sơn mạch quá mức nồng đậm, sâu trong dãy núi hình thành rất nhiều kim chi lực trường tự nhiên, càng tiến sâu vào trong dãy núi, kim chi lực trường càng lớn, tu sĩ bình thường tiến vào bên trong, thực lực sẽ bị ảnh hưởng rất lớn hơn nữa bên trong kim nguyên sơn mạch nguyên khí kim thuộc tính quá mức dồi dào xuất hiện rất nhiều kim thú kỳ lạ loại dị thú này toàn thân do nguyên khí kim thuộc tính ngưng tụ thành thực lực cường đại hơn nữa bọn chúng sinh ra ở đây không bị kim chi lực trường ảnh hưởng trong lúc chiến đấu cùng tu sĩ chiếm lợi thế rất lớn kim chi lực trường kim thú còn có một vài nguy hiểm khác ở bên trong sơn mạch cho nên trong số những người tiến vào kim nguyên sơn mạch tầm bảo hàng năm không biết bao nhiêu người bị chết tại đây nhưng cầu phú quý trong nguy hiểm Kim Nguyên Sơn mạch hung hiểm vẫn không ngăn cản được vô số tu sĩ tham lam tự tin vào thực lực muốn tìm kiếm bảo vật vẫn không suy giảm, cuồn cuộn không dứt. Kim Nguyên Sơn mạch giống như một đại bảo tàng tự nhiên, đương nhiên tiên cung sẽ không bỏ qua, kỳ thật Kim Nguyên Tiên cung tọa lạc tại phía tây Kim Nguyên Sơn mạch, ý đồ muốn khống chế toàn bộ Kim Nguyên Sơn mạch. Chỉ tiếc là dãy núi này có diện tích quá lớn, cho dù Kim Nguyên Tiên cung dốc hết toàn lực cũng chỉ có thể nắm giữ non nửa khu vực phía tây, còn lại hơn phân nửa khu vực bị vô số tông môn và thế gia chiếm giữ. Những khu vực này không có người thống nhất quản hạt, các đại thế lực vì lợi ích bản thân đều minh tranh ám đấu với nhau, phi thường hỗn loạn. Hàn Lập đến Kim Nguyên Sơn mạch, chính là nhìn chúng hoàn cảnh hỗn loạn nơi này. Bây giờ thể nội của hắn đã thông hơn 900 huyền khiếu, dựa theo kinh nghiệm quá khứ thì bây giờ muốn tiếp tục đả thông các tiên khiếu sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Trên người hắn lại mang theo đại lượng tiên nguyên thạch, đang dự định ở đây hảo hảo bế quan một phen, tận dụng khoảng thời gian ngắn tăng mạnh tu vi cảnh giới. Bất kể thế nào, đám người đào cơ đột nhiên tập kích khiến trong lòng của hắn sinh ra cảm giác rất khẩn trương. Tâm niệm hắn khẽ động, lần nữa sử dụng mặt nạ luân hồi điện biến ảo dung mạo, hóa thành một đại hán mặt đen dâu đen, tu vi áp chế xuống kim tiên sơ kỳ. Chủ nhân, ta có cần dùng mặt nạ luân hồi điện huyễn hóa dung mạo một chút? Đề hồn nhìn thấy cử động hàn lập, hỏi, nơi này là kim nguyên tiên vực, không có người nhận ra ngươi, nên không cần phiền toái làm gì. Hàn lập lắc đầu, sau đó thôi động phi xa tiếp tục đi tới, nhanh chóng tiến vào trong Kim Nguyên Sơn mạch. Càng tiến lại gần, nhìn thấy Kim Nguyên Sơn mạch càng thêm hùng tráng, cảm giác áp bức to lớn đập vào mặt, chấn nhiếp nhân tâm. So với dãy núi to lớn, hai người Hàn Lập và Đề Hồn giống như hai con kiến nhỏ, không có ý nghĩa gì. Thiên địa nguyên khí nơi đây khá nồng đậm, tuyệt đại đa số đều là nguyên khí kim thuộc tính, có rất ít nguyên khí thuộc tính khác. Đối với người tu luyện công pháp kim thuộc tính thì hoàn cảnh đặc thù nơi đây chính là mảnh đất việt hảo, nhưng đối với những người khác thì lại phi thường bất lợi. Bất quá hoàn cảnh nơi này không ảnh hưởng gì đối với Hàn Lập, hắn phục dụng đan dược tu luyện, không cần dựa vào thiên địa nguyên khí bên ngoài. "Chủ nhân, tiếp theo chúng ta đi nơi nào? Chẳng lẽ tìm một chỗ bế quan trong dãy núi này sao?" Ánh mắt đề hồn nhìn xung quanh một lượt, hỏi lại lần nữa. "Trong Kim Nguyên Sơn mạch có rất nhiều thành trì mà tông môn thế lực mở ra, chúng ta đi xem một chút, nếu bên ngoài tạm yên ổn thì chúng ta tu luyện ngay bên ngoài." Hàn Lập suy nghĩ một chút rồi nói, chương 1005, tiện tay mà thôi. Trong lúc nói chuyện, hai người Hàn Lập tiếp tục đi tới, rất nhanh đã bay mấy vạn dặm vào sơn mạch. Gầm, lúc phi xa đi qua một ngọn núi màu vàng, kim quang trên vách núi đá lóe lên, một con quái thú hình sói màu vàng bỗng nhiên từ trong bay ra, hóa thành một đạo kim tiễn đánh về phía phi xa, miệng to như chậu máu đột nhiên cắn tới. Hàn Lập cong ngón tay búng ra, một đạo kiếm khí màu vàng bắn tới, chém lên người quái thú hình sói. Xoẹt một tiếng, từ đầu đến chân quái thú hình sói bị chém thành hai nửa bắn ra mảng lớn huyết dịch màu vàng hắn phất ra một cỗ ánh sáng màu xanh nâng hai mảnh thi thể của quái thú hình sói lên cơ thể quái thú hình sói vốn ở trạng thái mềm mại nhưng sau khi chết đi thi thể nhanh chóng cứng đờ hai mảnh thi thể giờ phút này đã hóa thành hai mảnh giống như hai pho tượng màu vàng đây là kim trúc thú ánh mắt đề hồn chớp chớp vài cái tò mò nhìn sang hàn lập cũng nhìn hai mảnh thi thể quái thú thò tay bẻ ra một khối nhỏ trên thi thể sau khi cứng đờ thi thể kim trúc thú hầu như không khác gì so với một ít khoáng thạch kim thuộc tính không có chút khí tức sinh vật nào hàn lập phất tay ném hai mảnh thi thể đi nhíu mày thực lực kim trúc thú thật ra khá yếu vậy mà loại sinh vật này có thể dung hợp với núi đá nơi đây khả năng ẩn nấp rất giỏi chẳng qua con kim trúc thú hình sói này chỉ là một con cấp thấp nếu là cấp cao hơn hắn cũng không nắm chắc có thể cảm ứng được nếu vậy bế quan ở bên ngoài có chút không ổn hai người tiếp tục đi tới đã bay được một lát cứu mạng cứu mạng a vào lúc này từng cỗ từng cỗ thần niệm chuyển hóa thành sóng âm từ phía bên trái đằng trước chuyển tới nghe tựa hồ là giọng nữ tử thanh âm vô cùng bi thiết làm cho người thương cảm loại ba động thần niệm này vô cùng kỳ lạ chuyển tới đáy lòng hai người đuôi lông mày hàn lập khẽ động loại kỹ xảo chuyển hóa thần niệm thành sóng âm này thật mới lạ so với thần niệm truyền âm còn cao minh hơn chủ nhân chúng ta có nên hay không đề hồn nhìn về phía Hàn Lập, thần tình lúc này có chút đồng cảm. vậy đi xem một chút đi. Hàn Lập vốn không muốn xen vào việc của người khác nhưng nếu như đề hồn mở miệng, ngược lại cũng không tiện cự tuyệt. hơn nữa hắn cũng sinh ra một chút hứng thú với chủ nhân của thanh âm này. hắn bấm niệm pháp quyết thay đổi hướng đi của Phi Sa, đồng thời thi triển bí thuật ẩn nặc hết dấu vết hoạt động của Phi Sa bay tới chỗ đó. sau mấy hơi thở, Phi Sa dừng lại bên cạnh một cái hạp gốc. Trong hạp cốc có năm đoàn kim quang đang vây quanh một thiếu nữ áo xanh dung mạo thanh tú đẹp đẽ, kịch đấu không ngừng. Thanh âm cầu cứu kia đúng là phát ra từ thiếu nữ áo xanh này. Giờ phút này tình huống thiếu nữ không ổn, ánh sáng hộ thể màu xanh đang bị áp chế chỉ còn có một tầng mỏng, bất kỳ lúc nào cũng có thể bị đột phá đánh giết, một mặt cố sức ngăn cản công kích xung quanh, một mặt phát ra sóng âm cầu cứu kỳ lạ. Ô, oh, nét mặt Hàn Lập lộ ra một chút kinh ngạc sau lưng thiếu nữ áo xanh này có một cái đuôi hồ ly màu xanh rất dài, dĩ nhiên là yêu tộc, tu vi không yếu, đã đạt đến chân tiên trung kỳ. Mà những đoàn kim quang vây quanh kia là năm tên đạo nhân mặc kim quan vũ bào, trên góc áo có một cái đồ án kim mã, xem ra giống như là trang phục của tông môn nào đó. Tu vi năm người này cũng đã tới chân tiên cảnh, tuy rằng đều là cảnh giới sơ kỳ nhưng nhân số lại chiếm ưu thế. Trong tay năm người đều cầm một cây đại kỳ màu vàng, thì pháp hình thành một vòng sáng màu vàng, gắt gao ngăn chặn thiếu nữ áo xanh lại. Kha kha, tiểu yêu nữ, giao nội đan kim giao thú ra, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Nhìn huyết mạch trên người ngươi, một thân thanh hồ thuần khiết, chúng ta sẽ không giết ngươi, chỉ bắt ngươi hiến cho sư tôn làm lễ chúc thọ. Một tên đạo nhân mặt vuông đầu lĩnh của năm tên kia liên tục cười dâm đáng, nói. Thanh hồ nhất tộc các ngươi chỉ là một tiểu tộc quần, ăn bữa sớm lo bữa tối, bất cứ lúc nào sẽ bị thế lực khác tiêu diệt, có tiền đồ gì đáng nói thực lực kim má tông chúng ta so với thanh hồ tộc các người mạnh gấp trăm lần, sư tôn lão nhân ra người lại là tồn tại cấp kim tiên, có thể trở thành thị thiếp của người là phúc phần của ngươi, chớ không biết điều. Một đạo nhân khác cuồng tiếu nói, hừ, nếu như không phải do bổn cô nương đại chiến với kim giao thú tiêu hao hơn phân nửa nguyên khí, bằng vào năm tên tạp chủng các người cũng muốn vây khốn ta. Thiếu nữ áo xanh cắn răng, nổi giận nói, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, đại sư huynh, không cần nhiều lời với ả yêu nữ này, thi triển ngũ kim diệu quang trận phá hộ thể yêu quang của à phòng bế tu vi hiến cho sư tôn lão nhân gia người vẫn muốn một thị thiếp thanh hồ tộc chúng ta đưa thiếu chủ thanh hồ tộc lên lão nhân gia người tất nhiên sẽ vui mừng nhất định sẽ trọng thường. một tên đạo nhân uục ích quát không thể uy lực ngũ kim diệu quang trận quá lớn sau khi phá vỡ hộ thể yêu quang của à sợ sẽ làm à bị thương đến lúc đó còn đưa cho sư tôn thế nào được à bây giờ đã là nỏ mạnh hết đà từ từ làm suy yếu yêu lực cuối cùng của à là được Đạo nhân mặt vuông lắc đầu nói ra, đại sư huynh cao kiến, suýt nữa vọng động, hư mất một kiện đại lễ. Không sai, từ từ làm suy yếu yêu lực cuối cùng của ả à là được. Mấy tên đạo nhân còn lại đều vội vàng nói, thiếu nữ áo xanh nghe năm tên nói xem nàng như cá trên thất, vô cùng giận dữ, ánh sáng màu xanh trên người mãnh liệt sáng ngời, cái đuôi sau lưng đột nhiên thẳng băng, từng sợi từng sợi lông hồ ly màu xanh nổ bắn ra, phát ra thanh âm gào thét đáng sợ, hung hăng đánh lên xung quanh vòng sáng màu vàng, vòng sáng màu vàng lập tức lay động kịch liệt, nhanh chóng trở nên mỏng manh. Năm tên đạo nhân thấy cảnh này, vội vàng đồng thời há miệng phun ra một đạo tinh huyết, nhập vào bên trong đại kỳ trên tay. Đại kỳ màu vàng lập tức rời tay bắn ra, dung nhập vào bên trong vòng sáng màu vàng này, đồng thời hai tay của năm tên này nhanh chóng bấm niệm pháp quyết thi pháp. Vòng sáng màu vàng lập tức trở nên ổn định, chặn lại công kích của lông hồ. Thiếu nữ áo xanh một kích thất bại, ánh sáng màu xanh trên người nhanh chóng trở nên ảm đạm, rốt cuộc phịch một tiếng, hoàn toàn vỡ vụn. Toàn bộ cơ thể nàng tựa hồ đứng không vững, ngã xuống dưới đất. Năm tên đạo nhân thấy cảnh này, lập tức đại hỉ. Thân hình đạo nhân mặt vuông cầm đầu bắn ra, đại thủ chộp lên trên người thiếu nữ áo xanh, trên mặt lộ ra dáng tươi cười hèn mọn bị ổi. Chủ nhân, đề hồn vừa vội vừa giận, nhìn về phía hàn lập một mực thở ơ, thúc giục nói. Yên tâm đi, kẻ xui xẻo không phải là cô gái kia. Hàn lập cười nhạt một tiếng, đề hồn nghe vậy khẽ giật mình, vào thời khắc này, tình hình phía dưới chuyển biến bất ngờ, phát sinh kịch biến. Thân hình thiếu nữ áo xanh vốn bất ổn, vào lúc đạo nhân mặt vuông phóng đến gần trước người, bỗng nhiên thân hình nàng vững lại, hai con người thanh tú lóe lên hàn quang. Đạo nhân mặt vuông thấy vậy hoảng hốt, trong lòng biết chúng kế, lập tức muốn dừng thân mình lui ra nhưng đã trễ. Thiếu nữ áo xanh giơ đôi tay lên, hưu hưu hưu, u u, mấy đạo ánh sáng màu xanh từ hai tay nàng bắn ra như điện, đánh lên người đạo nhân mặt vuông gần trong gang tấc. Ánh sáng màu xanh vô cùng sắc bén, đơn giản xuyên thủng hào quang hộ thể của đạo nhân mặt vuông, lúc này mới hiện ra bản thể, đó là mấy cái móng tay. Đạo nhân mặt vuông bị đâm trúng chỗ yếu hại, trong miệng máu tươi điên cuồng phun ra, trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng, phù phù ngã xuống đất không dậy nổi, khí tức nhanh chóng tiêu tán, rất nhanh đã không còn tiếng động. Thiếu nữ áo xanh tại tuyệt địa phản kích thành công, bất quá giờ phút này yêu lực trong cơ thể nàng đã dùng hết hoàn toàn cũng không nhịn được nữa, té trên mặt đất, khí tức trên người uể oải tột cùng. Đại sư huynh, yêu nữ nhà ngươi, nạp mạng đi, bốn tên còn lại thấy cảnh này, đều giận dữ, các loại tiên khí pháp bảo như mưa phủ xuống thiếu nữ áo xanh. Trên mặt của cô gái không lộ ra vẻ sợ hãi chút nào, thản nhiên nhìn vô số công kích rơi xuống, tay để ở sau lưng bấm một pháp quyết gì đó, trong mắt hiện lên một tia kiên quyết. Nhưng vào thời khắc này, một đoàn ánh sáng màu xanh thình lình xuất hiện trên đỉnh đầu thiếu nữ áo xanh các loại công kích rơi lên trên ánh sáng màu xanh, ánh sáng màu xanh giống như sợi bông mềm dẻo vô cùng, những tiên khí pháp bảo kia rơi ở phía trên, xa vào thật sâu trong đó. Sau một khắc, ánh sáng màu xanh chợt lóe lên, những tiên khí pháp bảo kia lập tức phản chấn quay ngược về, hơn nữa tốc độ so với trước nhanh gấp mấy lần, rồi xuyên thủng thân thể bốn người. Bùm 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 bùm, thân thể bốn người trực tiếp bạo liệt ra, hóa thành huyết vũ đầy trời. Thiếu nữ áo xanh thấy cảnh này, trong đôi mắt đẹp dịu dàng tràn đầy vẻ khiếp sợ, cái tay để ở phía sau lại không mảy may thả lòng. Vào thời khắc này, hai đạo nhân ảnh từ không trung hạ xuống, hiện ra thân ảnh hàn lập và đề hồn. Đa tạ ân cứu mạng của hai vị tiền bối, thiếu nữ áo xanh cảm nhận được khí thức khổng lồ trên thân hai người hàn lập, khuôn mặt khẽ biến, có chút khó khăn đứng lên, mạnh mẽ chịu đựng thân thể hơi lay động, khom người hướng thi lễ một cái với hai người. Tiện tay mà thôi, người quá suy yếu rồi, không cần đa lễ. Đề hồn vội vàng phất tay phát ra một cỗ u quang, đỡ lấy thiếu nữ áo xanh. Đối với cử động thiện ý của đề hồn, thiếu nữ áo xanh cũng không tỏ ra phản cảm, ngược lại tự nhiên cười nói với đề hồn, cái tay sau lưng kia cũng nới lỏng ra. Người tên là gì, là người thế lực nào ở Kim Nguyên Sơn Mạch, còn có những người này là chuyện gì xảy ra? Hàn lập liếc đề hồn một cái, ngay sau đó nhìn thiếu nữ áo xanh hỏi. Để cho đề hồn chút mặt mũi, cứu người là có thể, bất quá sự tình nên hỏi thì hắn muốn biết rõ ràng. Khởi bẩm tiền bối, tiểu nữ là Diệp Tố Tố, là người thanh hổ nhất tộc. Những người này là đệ tử Kim Mã Tông, cùng thanh hổ nhất tộc chúng ta trước giờ không hợp nhau. Tiểu nữ lần này ra ngoài săn giết một con kim giao thú, nguyên khí tổn hao nhiều, mấy người kia liền làm chim sẻ núp đằng sau, may mắn gặp hai vị tiền bối. Thiếu nữ áo xanh cung kính nói, Hàn Lập nghe vậy, ánh mắt thoáng động, hắn xuất thủ cứu nàng này, một mặt là vì đề hồn, một phương diện khác là vì nàng này là hồ tộc, có lẽ chỗ thiên hồ nhất tộc cùng liễu nhạc nhi có chút quan hệ, Xem ra là vì tự mình nghĩ nhiều rồi. Kim Mã Tông có bao nhiêu người, thực lực như thế nào? Hàn Lập im lặng một chút, sau đó lại hỏi, Kim Mã Tông là thế lực lớn nhất ở khu vực xung quanh đây, môn hạ đệ tử hơn vạn, có mấy tồn tại kim tiên đang tỏa chấn, người lợi hại nhất là Thái thượng trưởng lão, tu vi đã đạt đến kim tiên hậu kỳ. Diệp Tố Tố nói chi tiết ra, Hàn Lập nghe vậy, chậm rãi gật đầu. Diệp Tố Tố mạnh mẽ chống đỡ trả lời Hàn Lập mấy vấn đề, giờ phút này sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Gần như trở nên trong suốt, thân thể nhẹ nhàng run rẩy, bất quá nàng vẫn cắn răng đứng vững. "Trên người của ngươi có thương tích, trước khôi phục thương thế đi." Hàn Lập thấy tình huống của nàng, mở miệng nói ra, đồng thời vung tay lên. Một đạo ánh sáng màu xanh từ trong tay hắn bắn ra, chui vào trong cơ thể Diệp Tố Tố. Diệp Tố Tố chỉ cảm thấy một cỗ cực kỳ to lớn như dòng nước ấm rót vào trong cơ thể, những nơi đi qua, lúc trước kịch chiến tạo thành tổn thương nhanh chóng khôi phục, trong nháy mắt tốt hơn phân nửa sắc mặt khôi phục như lúc ban đầu, thân thể lay động lập tức ổn định lại. Dòng nước ấm to lớn này chạy một vòng ở trong cơ thể nàng, cuối cùng dung nhập vào yêu hạch bên trong đan điền. Yêu hạch mãnh liệt sáng ngời, mơ hồ phồng lớn lên một vòng. Diệp Tố Tố không nói bất luận cái gì, lập tức khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển công pháp. Chương 1006, nhiều năm xa cách. Chủ nhân, nàng không sao chứ? Đề hồn trở về bên cạnh Hàn Lập, nhẹ giọng hỏi. Không việc gì, nàng chỉ tiêu hao yêu lực quá độ, dẫn đến căn cơ có chút ảnh hưởng thôi, ta đã trừ đi tai họa ngầm trong cơ thể nàng, chờ yêu lực khôi phục thì sẽ không sao. Bất quá không ngờ, ngươi lại có hảo cảm với Diệp Tố Tố này như vậy, trước kia chưa từng thấy người đối xử tốt với người khác như thế a. À. Hàn Lập có chút kỳ quái nói ra, ta cũng không biết, có thể là khí tức thần hồn của nàng rất thuần khiết, giống như dòng nước suối trong lành, nguyên chất ngàn năm trong núi vậy, làm cho ta cảm giác thật thoải mái. Đề hồn cúi đầu hơi thấp, nói ra, khí tức thần hồn người có thể cảm giác được cái này mặt Hàn Lập lộ vẻ kinh ngạc lần này ta hôn mê nguyên khí hao tổn nghiêm trọng bất quá tu vi pháp tắc lại tiến thêm một bước có thể cảm giác được khí tức thần hồn của mọi người từ đó đánh giá được bản tính tính người đó có môn thần thông này bất kỳ kẻ nào cũng đừng mơ tưởng ở trước mặt ta che giấu bản tính Đề Hồn có chút đắc ý nói Hàn Lập nghe vậy trên mặt lộ vẻ kinh ngạc nếu môn thần thông này của Đề Hồn đúng như nàng nói xác thực không tầm thường bởi vì cái gọi là biết người biết mặt không biết lòng cho dù tu vi cao hơn lực lượng thần thức mạnh hơn nếu muốn biết tính cách một người cũng chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm lịch duyệt để phán đoán nhưng cũng không hoàn toàn chính xác vậy ngươi nói thử một chút khí thức thần hồn của ta là dạng gì hàn lập vừa nghĩ đến đây có chút hiếu kỳ hỏi khí thức thần hồn chủ nhân quá mức khổng lồ ta cảm nhận không rõ bất qua tổng thể thì khí thức thần hồn chủ chân đúng là quang minh chính đại đề hồn nhìn hàn lập một cái ngập ngừng nói bốn chữ quang minh chính đại này ta không gánh nổi có thể không thẹn với lòng đã không tệ rồi hàn lập nghe vậy lắc đầu nói kỳ thật con đường tu luyện hung hiểm dị thường người nhân từ nương tay thì không thể đi quá xa tại một số thời khắc không quả quyết một chút ngược lại là hại chính mình thậm chí hại người thân bên cạnh mặc dù bên ngoài chủ nhân nhìn có chút bất cận nhân tình nhưng xưa nay làm việc có nguyên tắc riêng quyết không tùy tiện vi phạm chỉ một điểm đó thôi tiên vực rộng lớn này có thể làm được sợ là cũng không nhiều Đề hôn lắc đầu, nói nghiêm túc, không nghĩ tới, người hôn mê một đoạn thời gian như vậy, nhìn vấn đề thậm chí còn thông suốt hơn cả ta. Hàn lập cười lớn một tiếng, từ chối cho ý kiến nói. Nói xong, ánh mắt của hắn di chuyển, phất tay phát ra một cỗ thanh quang, cuốn lấy chữ vật pháp khí trên người của năm tên Kim Mã Tông. Tài vật trên người năm tên chân tiên, hắn tự nhiên không để vào mắt, bất quá trên thân mấy tên này lại có điển tịch tư liệu, trong đó có vài cái nói đến các tình huống ở Kim Nguyên Sơn Mạch, còn có một ít thế lực phân bố gần đó, đều là thứ hắn cần. Hàn lập lấy những điển tịch này ra, cẩn thận xem qua. Đề hồn thấy cảnh này, lẳng lặng đợi ở một bên, không có mở miệng quấy dày. Hơn một canh giờ trôi qua rất nhanh, Diệp Tố Tố đứng lên, cả người nhìn thần thái sáng láng, không những nguyên khí phục hồi, khí tức còn mơ hồ tăng lên không ít. Tiền bối không những cứu mạng, còn tiêu hao nguyên khí đã thông cửa ải tu vi giúp ta, ân tình như thế, Tố Tố tuyệt không dám quên. Tiền bối nếu có gì phân công, chỉ cần phân phó tiểu nữ là được. Mặt mũi Diệp Tố Tố tràn đầy vẻ kiên nghị nói, việc nhỏ mà thôi, không cần để trong lòng. Hàn lập khoát tay áo, từ tốn nói, nếu hai vị tiền bối không chê, xin đến Thanh Hồ Thành của Thanh Hồ nhất tộc ta chơi mấy ngày, để tiểu nữ tử lấy thân phận người bản xứ tỏ lòng cảm kích. Diệp Tố Tố nhìn hai người Hàn lập, trong mắt hiện lên vẻ chờ mong. Đề hồn không nói gì, nhìn về phía Hàn lập, Diệp Tố Tố thấy vậy, ánh mắt cũng nhìn về hướng Hàn lập. Tốt, hai người chúng ta đến kim nguyên sơn mạch du lịch tạm thời chưa có nơi cụ thể nào để đi vậy làm phiền rồi hàn lập sảng khoái gật đầu đáp ứng vậy thì tốt quá xin mời hai vị tiền bối theo ta diệp tố tố nghe vậy vui mừng há miệng phun ra một ngọn lửa màu xanh đốt thi thể năm tên kim mã tông kia thành cho tàn sau đó phất tay tế ra một kiện pháp bảo phi chu hàn lập nhìn thấy phong phạm diệp tố tố làm việc cẩn mật âm thầm gật đầu ba người nhẹ nhàng lên phi chu bay vào chỗ sâu trong dãy núi Đúng rồi, còn chưa thỉnh giáo cao tính đại danh hai vị tiền bối. Diệp Tố Tố điều khiển phi chu tiến lên, hỏi: "Ta họ Hàn tên Lập, nàng gọi là Đề Hồn, Diệp cô nương không cần gọi chúng ta là tiền bối, trực tiếp gọi đúng danh tự là được." Mắt Hàn Lập sáng lên, không tiếp tục báo tên giả nữa. Những năm qua tu vi nhỏ yếu, sử dụng tên giả khắp nơi, hắn dần dần cảm thấy phiền chán. Bây giờ thân phận chân thật của mình đã không còn là bí mật gì nữa, vậy cũng không cần thiết phải tận lực che giấu nguyên lai là hàn tiền bối, đề hồn tiền bối, tiền bối cứu mạng ta, ân tái tạo này, xương hô tuyệt đối không qua loa được. Mặc dù thanh hồ nhất tộc chúng ta là yêu tộc nhưng cũng biết lễ nghi. Diệp tố tố vội vàng trịnh trọng nói, hàn lập nhẹ nhàng cười một tiếng, không đề cập chuyện này nữa. Hi hi, cứu ngươi là chủ nhân, ta không có xuất thủ. Diệp cô nương đừng gọi ta là tiền bối, trực tiếp gọi đề hồn là được. Đề hồn cười hì hì nói, tiến lên nắm chặt tay Diệp tố tố. Cái này... Diệp Tố Tố cẩn thận nhìn Hàn Lập một chút, thấy hắn không có vẻ gì không vui, trong lòng âm thầm buông lòng, cùng bắt chuyện với đề hồn. Hai nữ tử tựa hồ trời sinh hữu duyên, Diệp Tố Tố có vẻ nhanh miệng, đề hồn mới tới tiên vực, tính tình lại có chút trẻ con hỏi lung tung này kia, cả hai rất nhanh trở nên thân thiết, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười khanh khách. Cũng không lâu lắm, Phi Chu đi vào một khe núi khổng lồ. Chỗ khe núi này chiếm diện tích không nhỏ, chừng mấy ngàn dặm, trong khe núi kiến tạo một tòa thành trì to lớn. Thành trì sử dụng vật liệu cơ bản đều là màu vàng, tường thành phi thường cao lớn, không thấp hơn nhiều so với những ngọn núi xung quanh. Hơn nữa, thành trì cũng không đứng thẳng tắp, mà là từ bốn phía tụ lại vào giữa nhưng cũng không hoàn toàn khép lại. Mà chung quanh thành trì còn đứng vững mấy chục cây cột đá màu vàng to lớn vô cùng, đỉnh của mỗi cột đá đều có một viên cầu màu vàng lớn mấy trăm trượng, không biết dùng để làm gì. Vào thời khắc này, mấy đạo độn quang từ phía trước bay vụt đến, rơi vào trước phi chu, hiện ra mấy thân ảnh mặc thanh bào đều là người thanh hồ tộc. Thiếu chủ, ngài đã trở về." Dẫn đầu là một nam tử cao gầy ngạc nhiên tiến lên đón nhưng vừa nhìn thấy Hàn Lập và Đề Hồn ở bên cạnh, lông mày nhíu lại, có chút cảnh giác hỏi: "Các ngươi là ai? Bọn họ là khách quý ta mời về, có ân cứu mạng ta, các ngươi không được vô lễ." Thần sắc Diệp Tố Tố có chút không vui nói: "Nam tử cao gầy nghe vậy giật mình, há to miệng, tựa hồ muốn hỏi Diệp Tố Tố gặp nạn gì nhưng ngừng lại. Nguyên lai là quý nhân bản tộc, tại hạ vừa rồi thất lễ." nam tử cao gầy ôm quyền thi lễ với hai người hàn lập đề hồn lắc đầu cười nhạt một tiếng tỏ ra không thèm để ý hàn lập cũng không để ý tới bọn người nam tử cao gầy nhìn thành trì sơn cốc phía dưới tùy ý đánh giá vài lần mặt đất dưới sơn cốc này có một đầu linh mạch mộc thuộc tính khá lớn nguyên khí mộc thuộc tính có chút nồng đậm khắp sơn cốc mọc đầy thảm thực vật um tùm màu xanh lá nơi đây tràn ngập hai loại nguyên khí kim mộc thanh hồ tộc đúng là tìm chỗ cư trú thật tốt mà thành trì phía dưới sử dụng vật liệu mặc dù là màu vàng, nhưng lại khác rất lớn với núi đá màu vàng trong kim nguyên sơn mạch. Mặt ngoài hiện ra từng đường vân màu đen cực kỳ nhạt, phảng phất như những vòng tuổi của gỗ, tản mát ra một khí thức âm hàn hoàn toàn khác biệt với kim nguyên sơn mạch. Đó là kim ô thạch, sinh ra ở chỗ sâu trong kim nguyên sơn mạch, có thể ngăn trở những kim trúc thú kia tiềm hành. Các thành trì bên trong kim nguyên sơn mạch cơ bản đều dùng loại vật liệu này kiến tạo thành, nếu không những kim trúc thú đáng sợ kia tiềm hành căn bản không thể nào sinh sống an ổn. Diệp tố tố chú ý tới ánh mắt Hàn lập, vội mở miệng giải thích. Hàn lập đã lấy điển tịch của mấy tên tu sĩ Kim Mã Tông kia cũng thấy qua ghi chép về Kim Ô Thạch, lập tức thoáng gật đầu. Nam tử cao gầy nhìn thấy Diệp tố tố kính trọng Hàn lập như vậy, hơi giò xét một chút tu vi Hàn lập và đề hồn, sắc mặt lập tức biến đổi. Nguyên lai like là hai vị tiền bối Giá Lâm, xin mời đi theo ta. Nam tử vội vàng tạ lỗi lần nữa, lập tức cung kính đi trước dẫn đường mang theo ba người đáp xuống thành trì phía dưới. Diệp Bình, tình hình mẫu thân như thế nào rồi? Diệp Tố Tố bay đến bên cạnh nam tử cao gầy kia, truyền âm hỏi. Tộc trưởng vẫn như cũ, bây giờ đang dưỡng thương tại Bích Ba Đàm, khâu trưởng lão đang ở bên cạnh bảo vệ, tình huống cũng không chuyển biến xấu. Diệp Bình truyền âm trả lời, vậy thì tốt rồi, lần này ta ra ngoài, đã gom góp đủ tài liệu hóa huyết quy nguyên trận, nhất định có thể chữa trị tốt cho mẫu thân. Diệp Tố Tố nghe vậy thần sắc buông lỏng, mặt mũi tràn đầy vẻ kiên nghị nói diệp bình nghe vậy thần sắc cũng không thấy vui mừng ngược lại trong mắt hiện lên một tia quang mang phức tạp hàn lập liếc nhìn hai người diệp tố tố mặc dù hai người truyền âm trao đổi nhưng làm sao có thể qua được mắt hắn mấy người rất nhanh hạ xuống trước cửa thành trên cửa thành viết ba chữ to thanh hồ thành ngay sát cửa thành có người trông coi nhưng có diệp tố tố đi cùng nên mấy người bọn họ tự nhiên thông suốt rất mau tiến vào trong thành đường xá trong thành rộng lớn mặt đất dùng một loại gạch màu xanh trải đường, hai bên đường là từng dãy kiến trúc, đại đa số là cửa hàng. Những kiến trúc trong thành này đều dùng gỗ kiến tạo thành, lối kiến trúc khác rất nhiều so với những thành trì khác. Phòng ốc kiến trúc thậm chí là trực tiếp dùng một ít cây cối nguyên thủy chưa sơ chế xây nên, nhưng không có cảm giác mảy may lộn xộn, ngược lại tràn đầy vẻ tự nhiên khiến cho người ta trầm trồ. Không ít địa phương trong thành còn trồng từng gốc cây cao lớn, càng tăng thêm phong thái. Mặc dù thành hồ thành chúng ta không lớn cảnh sát ngược lại có chút đặc sắc hẳn là còn có thể nhìn xem được diệp tố tố cười nói quả thật không tệ hàn lập gật đầu nhẹ nhìn thoáng qua đề hồn đề hồn hiển nhiên có chút ưa thích nơi này thỉnh thoảng dò xét chung quanh bộ dạng hiếu kỳ hàn lập quan sát thần sắc đề hồn trong lòng chẳng biết tại sao có vài phần mừng rỡ lại bất giác dâng lên một tia phiền muộn đề hồn sau khi tỉnh dậy tính cách ngược lại hoạt bát vui vẻ hơn nhiều so với trước khá giống với nữ hài nhân tộc bình thường làm hắn nhớ tới Kim Đồng đã rời bỏ hắn đi. Xa cách đã nhiều năm, không biết bây giờ Kim Đồng và Tiểu Bạch đã tới nơi nào rồi, có gặp nguy hiểm gì không, đồ vật nó muốn tìm không biết đã tìm được hay chưa. chương 1007, có động thiên khác. Mẫu thân ta chính là tộc trưởng Thanh Hồ nhất tộc, tuy nhiên gần đây thân thể người có chút không khỏe nên vẫn một mực bế quan trị thương, không cách nào ra mặt đón tiếp nhị vị, xin hãy tha lỗi. Diệp Tố Tố nhìn thấy Hàn Lập có chút thất thần, chợt áy náy nói ra không sao chúng ta tới thành thanh hồ làm khách theo lý nên đến bái kiến chủ nhân nơi đây mới phải nếu như tộc trưởng đang bế quan vậy chúng ta không tiện quấy dày nàng phong cảnh thành thanh hồ kỳ thú như vậy chẳng hay diệp đạo hữu có phiền hay không đưa bọn ta đi tham quan xung quanh một chút hàn lập rất nhanh đã lấy lại vẻ trầm tĩnh liền đáp đương nhiên là được diệp tố tố lập tức cao hứng nhận lời bèn bảo đám người diệp bình lui xuống rồi tự mình dẫn theo hai người hàn lập bay về phía nội thành diện tích thành thanh hồ khoảng mấy ngàn dặm vuông, địa hình nơi đây chủ yếu là đồng bằng, có mấy nhánh sông cùng vài ngọn núi thoai thoải, khắp nơi là một thụ xanh tốt, phong cảnh nhìn chung đầy sức sống, rất không tệ. Bất chi bất giác, sắc trời đã lờ mờ tối. Diệp Tố Tố cùng hai người Hàn Lập đi tới trung tâm khu vực nội thành, rồi dừng lại trước một cung điện nguy nga sừng sững. Diện tích mảnh cung điện này đại khái chừng 200-300 mẫu, được kiến tạo hoàn toàn từ gỗ, vừa toát lên khí thế hùng vĩ, vừa không thiếu nét cầu kỳ tinh xảo. Phía trước cung điện là một pho tượng thanh hồ cực lớn đang ngửa mặt lên trời thét dài, nó được điêu khắc hoàn toàn từ đá ngọc bích, cao đến mấy trăm trượng, sau lưng là chín cây hồ vĩ rất dài, thoạt nhìn đồ sộ ngoạn mục dị thường. Đại điện này là Thiên Hồ Điện, trước kia từng là nơi ở của tộc trưởng Thanh Hồ nhất tộc, hiện tại được dùng làm nơi nghị sự. Diệp Tố Tố giới thiệu, Thiên Hồ Điện, quý tộc vốn là Thanh Hồ nhất tộc, tại sao không đặt là Thanh Hồ Điện? Hàn Lập khẽ động, danh tự này vốn do tổ tiên sở định, ta cũng không rõ ràng lắm. Diệp Tố Tố lắc đầu, Hàn Lập A à một tiếng, không có truy hỏi đến cùng. Bên cạnh thiên hồ điện còn có vài khoảng sân nhỏ u tính, chính là nơi chiêu đãi khách quý, hiện sắc trời đã tối, chỉ bằng hàn tiền bối cùng để hồn đạo hữu hãy nghỉ ngơi tại đây, ngày mai vãn bối sẽ lại đến bái phòng. Diệp Tố Tố giới thiệu qua một chút rồi mang đến hai người tới một mảnh sân vườn yên tĩnh gần đó. Làm phiền rồi, Hàn Lập cất tiếng cảm tạ, Diệp Tố Tố lại gọi thêm hai gã người hầu thanh hồ tộc đến canh giữ ở ngoài viện, sau đó mới rời đi hàn lập nhìn thấy nàng này đã đi xa ánh mắt lóe lên lập tức mang theo đề hồn tiến vào bên trong đường mòn trong nội viện được lát bằng gạch xanh bên trái là vườn hoa bên phải là một lùm thanh trúc những làn gió đêm nhẹ nhàng lay động nhành hoa khóm trúc mang theo hương thơm thoang thoảng cảm giác rất thanh tịnh. hàn lập gật gù tỏ vẻ hài lòng đi vào đại sảnh rồi ngồi xuống ghế chủ tọa gương mặt chợt có chút do so dự chủ nhân người định bế quan tại thành thanh hồ này đề hồn đi tới hỏi Sao ngươi lại nghĩ thế?" Chân mày Hàn Lập nhếch lên, từ chối cho ý kiến mà lại hỏi ngược. "Nếu không phải vậy, thì với phong cách hành sự của chủ nhân ngươi, lúc trước chỉ cứu Diệp Tố Tố mà thôi, sẽ không lãng phí nguyên khí trợ giúp nàng tu luyện, lại càng không đi theo nàng tới tận đây. Huống hồ vừa rồi ngươi để cho Diệp Tố Tố dẫn đi thăm thú các nơi, chẳng phải để dò xét tình huống trong thành này hay sao?" Đề Hồn chấp chấp cặp mắt to, nở nụ cười danh mãnh. "Trong Kim Nguyên Sơn mạch này, thành Hồ nhất tộc chỉ là một tiểu tộc tầm thường." hơn nữa nơi đây tương đối vắng vẻ, vốn là địa phương ẩn nấp rất tốt. Dọc đường ta đã tra xét rõ ràng tình huống khắp nơi trong thành, không phát hiện nguy hiểm gì. Hàn Lập nhìn đề hồn một chút tỏ ý tán thưởng, rồi nói. Vậy quá tốt rồi, có điều làm thế nào lưu lại chốn này mới là vấn đề. Thanh hồ nhất tộc đối với người ngoại tộc tựa hồ có chút bài xích. Đương nhiên, chỉ cần chủ nhân hiền lộ chút thực lực, muốn ở lại đây hẳn là dễ như trở bàn tay A, kể ra như vậy cũng không hay lắm để hồn đang mừng rỡ, liền nhíu mày nói lúc trước hành tẩu trong thành bọn họ đã phát hiện ánh mắt thanh hồ tộc nhân nhìn về phía mình rõ ràng mang theo địch ý nếu không có diệp tố tố bên cạnh e rằng đã nảy sinh tranh chấp điểm này ngươi không cần lo lắng ta đã có cách hàn lập tựa hồ đã có đối sách mỉm cười nhìn về phía đông thành thanh hồ đêm về khuya ánh trăng nhu hòa từ trên cao buông xuống như một tấm màn bàng bạc bao trùm lên thành thanh hồ người trong nội thành giờ này cũng đã an giấc cả một tòa thành lớn chìm trong tĩnh lặng chợt có một bóng người màu xanh bay vụt ra từ nội thành, đáp xuống trước một mảnh rừng cây rậm rạp ở phía đông, thân ảnh hiện ra chính là Diệp Tố Tố. Y phục trên người nàng hiện giờ đã đổi thành một bộ cung trang màu xanh ung dung cao quý, trên đầu đội ngọc quan cũng màu xanh, làm tăng thêm mấy phần khí khái uy nghiêm. Trên mặt đất phía trước rừng cây cũng có một pho tượng thanh hồ đang đứng, có điều pho tượng này chỉ cao cỡ nửa người, hơn nữa đã bị tàn phá nghiêm trọng, không chút linh tính, cảm giác chỉ như một thạch điêu bình thường. Diệp Tố Tố lại mang thần sắc vô cùng trịnh trọng, chắp hai tay trước ngực, cúi đầu thi lễ với pho tượng Thanh Hồ, sau đó rạch đầu ngón tay một chút, rồi nhỏ một giọt máu tươi lên bề mặt pho tượng. Chợt cặp mắt Thanh Hồ mạnh mẽ phóng ra hai luồng thanh quang biến ảo không ngừng, đánh lên hư không trước mặt nó. Khoảng không phía trước rừng cây chợt run lên nhẹ nhẹ, không gian ba động giống như những gợn sóng đang lan tỏa xung quanh. Ngọc thủ Diệp Tố Tố cũng sáng ngời thanh quang, hướng về phía trước tựa như đang thăm dò một chút rồi chui vào bên trong, sau đó tay nàng nhẹ nhàng kéo một phát. Chỉ nghe suy một tiếng, hư không trước mặt nàng lập tức hiện ra một lỗ hổng cỡ hơn trường. Ánh mắt Diệp Tố Tố nhanh chóng quét qua tứ phía, tựa như xác nhận cảnh vật chung quanh không có gì dị thường, sau đó cất bước đi vào trong lỗ hổng, hư không vừa mới nứt ra một chút lập tức được lấp đầy, không gian ba động cũng theo đó biến mất. Đúng lúc này, một đạo ô ảnh nhàn nhạt hiện ra trên không trước khi vết nứt hoàn toàn khép lại, tức thì lóe lên chui tọt vào trong. Diệp Tố Tố cảm thấy nhoáng lên một cái, trước mắt nàng hiện ra một thung lũng chừng hơn 10 dặm. Bên trong thung lũng này không có nhiều tòa kiến trúc, chủ yếu là những mảng linh biển rộng lớn, tựa hồ gieo trồng không ít linh thảo linh dược. Xung quanh linh điền đều có phân bố cấm chế quang mạc, che phủ tình huống bên trong, tuy nhiên vẫn không giấu được những trận dược hương nồng đậm bức người đang không ngừng thẩm thấu từ bên trong ra, khiến cho ai vô tình người thấy đều lập tức chấn động tinh thần. Diệp Tố Tố không hề chú ý đến những linh điền này, trực tiếp lướt qua chúng tiến thẳng về phía trước chợt hư không phía sau nàng lóe lên một đạo thân ảnh như u linh gương mặt hàn lập hiện ra hắn lập tức phóng tầm mắt nhìn khắp những mảnh linh điền xung quanh không giấu được vẻ kinh ngạc hàn lập vốn dĩ cực kỳ linh mẫn đối với linh thảo linh dược chỉ qua mùi hương liền biết rõ những dược tài đang gieo trồng bên trong đều không phải chuyện đùa so với dược viên của hắn trong hoa chi động thiên tuyệt đối chẳng kém là bao trách không được đã khiến hắn phải thất kinh bởi lẽ mảnh dược viên trong động thiên đã tiêu phí của hàn lập không biết bao nhiêu tâm lực còn phải nhờ vào trưởng Thiên Bình mới có được quy mô như ngày nay, vậy mà một thanh hồ nhất tộc nhỏ nhỏ tầm thường lại có thể nuôi dưỡng được linh thảo linh dược không hề thua kém hắn.